Là ai? Là cái gì? Tối qua cô bị đánh thuốc, tôi đã cứu cô đấy. Vậy tại sao tôi không mặc quần áo vậy? Cô không biết xấu hổ còn nói, tôi đã tốt bụng cứu cô, nhưng cô ngậm đầu của tôi, hả? Tôi đây một thân tu vi cũng không chống lại được. Nói gì nói tôi cũng là một người đàn ông bình thường. Anh nói bậy bạ, anh là một tên lưu manh thối tha. Cô cứ yên tâm, mặc dù tôi vừa mới rời núi, trên người tôi còn 6 cái hôn ước nữa, có rất nhiều người chờ đợi để kết hôn với tôi, nhưng chắc chắn rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Ha, đồ hút hào lén, đồ vô liêm sỉ, anh có năng lực gì mà đồ chịu trách nhiệm với tôi? Không phải, tôi có tiền mà, tôi cũng có quyền, tôi có mọi thứ cô muốn. Thế này đi, tôi sẽ gọi cho em trai tôi, nó là người giàu nhất Long Châu, tôi bắt nó, đủ rồi. Thằng nhỏ không đứng đắn, thằng lớn cũng vậy, gặp anh, đúng là xui xẻo. Không phải, tôi, sao tôi lại không đứng đắn vậy? Chuyện tối qua, không được nói với ai cả. Sau này, đừng để tôi thấy anh, lấy tiền và cút đi. Đứng lại. Cô nghĩ, tôi là người thiếu tiền của cô sao? Tôi có thế lực mạnh nhất Hoa Hạ, truyền nhân duy nhất của Long Thiên Môn, tập đoàn mạnh nhất trong nước Lục Long Thương, hội tân nhiệm Long Đầu. Không ngờ, bị một người phụ nữ ghét bỏ. Cô ấy vừa rồi là xem thường tôi đấy à? Vị hôn thê của Long Đầu sao lại ở đây? Chẳng lẽ 6 người đều đã gặp nhau? Bái kiến Long Đầu, bái kiến Long Đầu, bái kiến Long Đầu, tại hạ Lục Long Thương Hội chấp sự Long Minh. Ừ, xin mời. Long Đầu, có phải ngài đã gặp vị hôn thê của mình sao? Ai? Vị hôn thê của tôi? Đây là thông tin về 6 người đẹp, 6 cuộc hôn nhân của ngài. Trời ạ, cô ấy là vị hôn thê của tôi, Kỷ gia trưởng nữ, Kỷ Vũ Huyên. Đưa tôi tất cả thông tin của cô ấy. Vị hôn thê của ngài, Kỷ Vũ Huyên cũng không phải người thường. Cô gái này, đúng là không phải người thường. Ngài nói gì cơ? À, không có gì. Nói tiếp đi. Kỷ tiểu thư những năm qua, đã từ chối vô số người theo đuổi. Bởi vì cô ấy luôn giữ vững cuộc hôn nhân mà ông nội năm đó lập ra, chỉ là Giang gia. Giang Kiến Nam, chủ tịch tập đoàn Giang Hải, âm thầm hạ thuốc, âm mưu hại cô ấy. Và tôi vừa nhận được tin, bây giờ phu nhân đang đến tập đoàn Giang Hải, trên đường đi đòi nợ. Có vẻ như vợ tôi, tôi phải chịu trách nhiệm rồi. Đi gặp Giang Kiến Nam, cái tên cứa này dám. Vâng. Đi với tôi. Là anh. Anh bị bệnh à? Tôi đã xin lỗi về chuyện tối qua, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không đi với người lạ đâu, cũng không vì những thứ không biết xấu hổ, để bản thân bị chỉ trích. Tôi biết tất cả. Nhưng cô là vợ của tôi phải có trách nhiệm với cô. Tôi sẽ nói lại lần nữa, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi có việc quan trọng, nhanh cút đi. Tôi biết mà, cô đến để tìm Giang Chiến Nam, tập đoàn Giang Hải để đòi nợ. Không sao, tôi có thể giúp cô. Vì cô là vợ của tôi, chúng ta đã đính hôn rồi. Tôi là vợ của anh, từng. Anh lại đây. Này, lại nữa. Cô đang mưu sát chồng mình đấy à, cô muốn hủy hôn. Tôi đã có một cuộc hôn nhân. Ông tôi đã đính hôn cho tôi. Chồng tôi là ân nhân cứu mạng của gia đình tôi, anh ấy là một anh hùng, chứ không phải một tên tiểu lưu manh như anh. Tiểu lưu manh, xem cho kỹ đây nhé. Hôn ước của ông nội cô đây. Ở đây. Đây đúng là hôn ước của ông nội. Kỷ tiểu thư, nước của cô. Xin chờ một chút, Giang tổng sắp tới rồi. Xuân dược này mạnh thật. Có chuyện gì vậy?
Tần Hạo Xuyên, anh làm gì vậy? Đứng lại! Đừng chạy! Ông nội nói, hôn phu của tôi, tu luyện nhiều năm trên núi, là anh hùng cái thế. Chẳng lẽ thật sự là anh ta? Đứng lại! Ngươi chính là Giang Kiến Nam. Đó là ngươi hạ thuốc bị hôn thê của ta. Tiểu tử ngươi liên tiếp làm hư chuyện tốt của ta, có phải hay không? Hôm nay ta, để ngươi cả đời làm chó kiến. Miệng tên này hôi thế. Hôm nay lão tử muốn mạng ngươi. Anh em. Đánh cho hắn chết. Ta không muốn xích thêm tội nghiệp. Này là tại trên khốn ngươi. Đánh chết ngươi. Coi như là tích đức làm việc thiện. Ngươi có phải là quá tự tin không? Vợ ơi. Vợ ơi. Ngươi đúng là con gốc rễ muốn ăn thịt thiên nga sao? Này. Ngươi nói, nếu ta làm hư mặt cô ấy, có phải là thành toàn cho ngươi hay không? Gốc rễ xứng với một người đàn bà xấu xí. Rất hợp à. Giang Kiến Nam. Sợ rồi à. Xem ra ngươi đúng là con gốc rễ. Bùn không thể bám vào tường đâu tên khốn. Lại đây. Chọn tay hay chân cô ta cho tôi. Đừng mà. Giang Kiến Nam. Tôi xin anh hãy thả Hạo Xuyên ra. Anh ấy là hôn phu của tôi. Anh ta không biết gì cả. Đừng chấp nhặt với anh ấy. Tiền Giang gia nợ không cần trả đâu. Chỉ cần anh thả Hạo Xuyên ra. Tôi sẵn sàng đưa tất cả tài sản của gia đình cho anh. Vợ à. Hôn phu nữa. Các người ở trước mặt tôi chơi tình thâm ý thiết có phải hay không? Anh em. Vợ hắn ta bảo tôi thả hắn ta ra. Các người nói. Thả hay không thả? Không thể để hắn chết. Kết cấu đâu? Thả. Phải thả. Không chỉ thả. Còn phải tặng hắn một món quà nữa. Chúng ta sẽ cho hắn ta một cặp sừng thế nào? Giữ chặt hắn. Ta sẽ ở ngay trước mặt hắn. Chơi vợ hắn, anh em. Tôi đi trước đây. Chờ chút các anh em của ta mỗi người tặng ngươi một món quà lớn. Giang Kiến Nam. Ta sẽ mạng chó ngươi ngay bây giờ. Tên Sở Lưu Manh này, thật sự là anh hùng cái thế của tôi sao? Chịu chết đi. Hôm nay nể mặt vợ ta, ta tha mạng cho ngươi. Nhưng ta vẫn phải thay trời hành đạo. Đồ khốn kiếp như ngươi, không xứng đáng có hậu. Xong rồi xong rồi. Hạo Xuyên, anh gây rắc rối rồi. Tần Hạo Xuyên, Giang gia ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ xé xác ngươi ra cho chó ăn. Phía sau tập đoàn Giang Hải là Lục Long Thương Hội hỗ trợ. Anh đã thương Giang Kiến Nam. Chủ tịch phòng thương mại Lục Long tôi sẽ không tha cho anh đâu. Đây là 5 triệu vạn, cầm lấy và chạy đi. Thư ký Vương, ra lệnh cho tôi. Hôm nay ta cùng Giang gia đã kết huyết thù. Nếu Lục Long thương hội truy vấn, chỉ cần nói rằng tất cả là tôi đã ra lệnh. Tiền của phụ nữ, tôi không cần. Hôm nay, ta phế chân giữ của ngươi, cho ngươi tuyệt hậu. Nếu sau này để ta thấy ngươi lại vô pháp vô luật, ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Lấy người của ngươi đi. Cút. Đi thôi. Đi thôi. Anh. Anh rốt cuộc. Có thân phận gì? Vì vậy, anh không chỉ là vị hôn phu của tôi, còn là dựa theo ước định tới bảo vệ tôi chu toàn. Không sai. Năm đó sư phụ tôi đã ký 6 bản hôn ước. Một là vì phá số mệnh của tôi. Hai là nhìn vào lòng thành của mấy nhà này. Sau khi tôi xuống núi muốn tôi bảo vệ mấy nhà này chu toàn, cô cũng là một trong số đó. Mặc dù anh đã cứu tôi, hôn nhân đại sự không phải trò chơi. Hãy cho tôi thêm chút thời gian để suy nghĩ. Cô không có thời gian đâu.
Bạch gia trưởng nữ, Bạch gia giảng đến đây cầu hôn. Lục gia nhi nữ Lục Tử Hàm, đến đây cầu hôn. Tiêu gia, Tiêu Sở Nguyệt, đến đây cầu hôn. Tôi là Vi Vi, đến đây cầu hôn. Thượng quan gia tộc, Thượng quan Vân Giao đến đây cầu hôn. Cầu hôn. Tất cả các cô vị hôn thê của tôi à? Đúng vậy. Năm đó lão gia tử nhà ta có ơn với sư phụ anh, cho nên hôn ước này mới được lập ra. Bây giờ, anh đã học thành xuống núi, tôi Bạch Thanh Giảng tuân thủ hôn ước. Dâng tiền lên tặng, 30 triệu. Nguyện Tần công tử tuân thủ hôn ước, thành thân với tôi. Lục gia tôi quản lý toàn bộ ngành giải trí Long Châu. Tôi Lục Tử Hàm, hôm nay Long Châu top 10 công ty giải trí lấy làm quà tặng. Hy vọng Tần công tử anh vui vẻ nhận lấy. Lâm gia của tôi quản lý tất cả thiết bị y tế Long Châu. Miễn là anh muốn ở lại nhà họ Lâm, tất cả các bệnh viện của Lâm gia chúng tôi, tất cả đều để anh quản. Chọn tôi, chọn tôi. Tần công tử, cám dỗ, lớn như vậy sao? Cái gì vậy, các vị tiểu thư? Thật ngại quá. Mấy bản hôn ước này thì tôi e nó sẽ bị hủy bỏ rồi. Tôi biết Tần Hạo Xuyên tôi rất hấp dẫn, được mọi người yêu mến. Nhưng tôi và Vũ Hiên đã tiếp xúc da thịt thân thiết, là vợ chồng thực sự. Tôi là một người đàn ông có trách nhiệm. Cái đó, nên là mọi người quay về đi, còn hôn ước thì tôi sẽ trả lại. Không biết tốt xấu. Không biết tốt xấu. Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì hả? Các gia đình lớn của chúng tôi, ai mà không thể nghiền nát ngươi đâu. Ngươi đừng nghĩ rằng ngươi đã học y thuật trên núi nhiều năm, mấy năm luyện võ, có thể không coi ai ra gì. Ngươi có tư cách gì nói với chúng tôi về việc từ hôn? Thật là không biết xấu hổ. Không nghĩ tới, Kỷ gia đại tiểu thư lại tùy tiện như vậy. Mới gặp đã lên giường với người đàn ông này. Đúng là không biết xấu hổ, trầm thú không bằng. Kỷ Vũ Huyên, cô đúng là sự sỉ nhục Kỷ gia. Cô muốn đàn ông như vậy sao? Đúng là chết đói chết thèm nha. Ngươi dám đánh ta? Ngươi chỉ là một con khỉ hoang vừa trên núi chạy xuống, ngươi thật to gan, làm nhục vợ ta. Đánh các ngươi là sai à? Nếu dám tái phạm, ta lấy hết mạng chó các ngươi. Tốt. Tần Hạo Xuyên này có võ công đánh phụ nữ, thật là một người hoàn hảo mà. Bao nhiêu năm qua ngươi sẽ không phải là tất cả những gì học được là võ công đánh phụ nữ đấy chớ. Còn nữa, Kỷ đại tiểu thư, cô có nghe không? Hắn ta vừa nói hắn còn muốn mạng của chúng tôi. Xem ra người đàn ông này đã ở trong rừng lâu ngày, dã man vô độ. Một người đàn ông hoang dã, không thể nói được. Trên người hắn thật sự có mạng người kiện tụng. Kỷ đại tiểu thư, ta khuyên cô nên rời khỏi hắn càng sớm càng tốt. Nếu không ngày nào đó hắn sẽ phát điên, lấy mạng cô. Vài người trong chúng ta chỉ có thể ở trong tủ lạnh thôi, hoặc dưới cống. Nhìn thấy cái chân cụt của cô. Đủ rồi. Kỷ Vũ Huyên, ta làm việc, không tới phiên các người ở đây nói này nói kia. Kỷ Vũ Huyên, ta làm việc, không tới phiên các người ở đây nói này nói kia. Tất cả các ngươi đều nói năng điên cuồng, âm độc đến cực điểm, như một con điên. Những người phụ nữ như mấy người mang đến cho tôi còn không thèm. Chúng tôi đến đây à? Đơn giản là để thực hiện hôn ước, không muốn thất tính với người khác. Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Ai ở đây có ai coi trọng ngươi? Ồ, có đấy. Kỷ đại tiểu thư ở đây thật là hạ tiện, mới có thể coi trọng loại người như ngươi. Đàn ông hạ đẳng thôi. Giảm âm lượng cái mồm cô lại, đừng bắt tôi phải ra tay. Hôm nay tôi sẽ nói với các người, bắt đầu từ hôm nay, Kỷ Vũ Huyên, đó là người phụ nữ của tôi. Tôi không quan tâm đến sáu đại gia tộc, quản ngươi là gì, toàn bộ Long Châu, tôi là Tần Hạo Xuyên, nhất định sẽ để cho Kỷ gia trở thành toàn bộ Hoa Hạ gia tộc mạnh nhất. Đến lúc đó, các người sẽ vì hành động xúc phạm vợ tôi mà trả giá. Gia tộc mạnh nhất. Ta vừa nghe một câu chuyện buồn cười à. Ngươi dựa vào cái gì để cho Kỷ gia này trở thành gia tộc mạnh nhất? Bằng cái miệng của ngươi sao? Hay là dựa vào các ngươi, một đôi chó sao? Cô, ngươi dám đánh ta? Ngươi là cái thá gì? Tần Hạo Xuyên, ta sẽ chờ Kỷ gia bởi vì ngươi cuồng vọng đến ngày phá sản. Ta xem ngươi có thể dùng cái miệng tới cứu bọn họ hay không, làm cho hắn điên cuồng. Đi thôi, đi thôi.
Bố à. Alo. Cái gì? Có chuyện gì vậy? Ông nội bệnh nặng, tôi phải quay lại ngay. Tôi sẽ đi với cô. Trước khi xuống núi, lão gia tự cố ý dặn dò tôi, muốn tôi gặp ông nội cô. Tôi biết chút ít y thuật, đi xem. Sau khi đi, đừng nói lung tung, từng, đi thôi. Ông nội. Tới rồi. Triệu thần y, xin hãy ra tay. Chỉ lão gia tự trúng độc rồi. Đó là một chất độc thần kinh hiếm gặp. Ông như này châm xuống. Trong vòng một canh giờ, lão gia tử sẽ chết, hả? Với y thuật của ông, nếu có thể chữa khỏi lão gia tử, tôi là cháu của ông. Tiểu bối ở đâu ra? Dám nghi ngờ y thuật của ta? Thật là lố bịch. Vũ Huyên, đây là bạn của cô à? Tôi đã mời đến đây là Triệu Thần Y Long Châu. Vũ Huyên, ai đây? Anh ấy là người ông đã đính hôn cho con, Tần Hạo Xuyên. Anh ấy nói anh ấy biết cách chữa trị, nên con đã mang anh ấy đến đây. Nếu các người xem thường lão hủ ta, chúng ta có thể nói thẳng mà. Sao lại mời một tiểu tử như vậy đến làm nhục tôi? Triệu thần y, đừng để ý đến thằng nhóc này. Xin hãy ra tay đi, Triệu thần y à. Đừng giận nhé. Hiện tại bệnh tình của cha tôi rất nghiêm trọng. Tôi hy vọng ngài có thể cứu ông ấy. Chúng tôi tin ông mà. Lại đi. Xem nhanh, lão gia tử có phản ứng rồi. Còn phải là nhờ Triệu thần y mà. Vũ Huyên, xem cô đã mang vị hôn phu gì về đây. Quả nhiên là đang đánh rắm. Không hay, lão gia tử sắp không xong rồi. Có chuyện gì vậy, ông nội? Sao lại thế được? Hạo Xuyên, tôi cầu xin anh cứu ông nội được không? Lão gia tử trong tình trạng này, thần tiên đến cũng không cứu được. Có điều, tôi có thể cứu, tránh ra. Châm đầu tiên, dẫn nguyên. Châm thứ hai, về thần. Châm thứ ba, khởi thế. Châm thứ tư, dũng tuyền. Cậu đây là lấy chỉ vi châm. Đi thẳng tới thần huyệt à? Lão gia tử, đến giờ dậy rồi. Ông nội, trời à, đúng thật là thần mà. Ngài mới là thần y. Cái châm cứu này, nó đã thất truyền từ lâu. Quỷ cốc bát huyền châm à. Nếu cậu không ghét bỏ, hãy nhận tôi làm đồ đệ. Ông không xứng làm đệ tử của tôi. Cút. Sau này đừng lừa tiền nữa. Vâng. Là cậu. Hạo Xuyên. 3 năm trước, ta và sư phụ cậu, lấy cậu và Vũ Huyên đã định hôn ước. Hôm nay, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cậu có thể làm con rể của Kỷ gia ta. Đó là may mắn lớn nhất của gia đình ta. Ngày mai, cậu và Vũ Huyên chính thức kết hôn. Ngày mai, Kỷ gia của tôi không hoan nghênh con rể nghèo khổ như vậy. Ai không hoan nghênh? Cút khỏi đây ngay. Bố ơi, như này nhanh quá rồi. Đúng vậy. Tần Hạo Xuyên vừa rời núi, đã gây ra rắc rối lớn như vậy. Tôi nghe nói, 5 đại gia tộc hiện nay đã thống nhất trừng phạt kinh tế đối với chúng ta. Sau này, chưa biết chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn thế nào. Tôi thấy, Tần Hạo Xuyên này chỉ là một tên vô dụng. Trong vòng 1 tháng, tôi nhất định sẽ để Kỷ gia trở thành gia đình mạnh nhất toàn bộ Hoa Hạ. Tần Hạo Xuyên, anh không cần nói nhiều nữa được không? Được rồi, ta tin thằng nhóc Hạo Xuyên này. Nếu Hạo Xuyên nói muốn 1 tháng, vậy chúng ta sẽ cho Hạo Xuyên thời gian 1 tháng. Vũ Huyên, đi đi. Con và Hạo Xuyên tiếp xúc nhiều hơn. Đi thôi.
Tôi đi đây. Không thể hiểu được, đầu tiên là cướp đi trinh tiết của tôi, bây giờ lại nói lung tung nữa, có phải tôi nhìn nhầm người rồi không? Cái tên khốn kiếp, ta sẽ giết hắn. Dám đánh con gái ta. Ta muốn đích thân, đánh hắn. Bạch gia ta là một trong 6 đại gia tộc Long Châu. Ở bên ngoài ai dám không nể mặt ta. Dám đánh con gái Bạch Sơn của ta. Ta và hắn ta không đội trời chung. Tên phế vật này. Hắn dám làm thế trước mặt nhiều người đánh con. Con nhất định phải phế tay chân của hắn. Làm hắn trở thành một tên cục đầu cục đuôi phế nhân. Con gái. Bình tĩnh đi. Con gái ngoan. Bố đây. Ta đã cử người mang bác sĩ Vũ Huyên đến đây rồi. Hôm nay chúng ta sẽ không đi đâu hết. Cứ ngồi chờ ở đó đợi thằng nhóc thối tha đến đây chịu chết. Hắn chỉ là một con kiến. Bạch gia chúng ta. Một tay có thể bóp chết hắn. Bóp ta chết. Bạch gia các ngươi, chưa đủ tầm. Ngươi đã đánh con gái ta hả, tên nhóc thối tha. Lông còn chưa mọc hết. Khẩu khí cũng không nhỏ. Tiểu tử thối. Ngươi cũng dám đến Bạch gia gây sự. Ngươi chán sống rồi à. Dám đánh con gái ta. Bạch gia hôm nay nhất định phải giết ngươi. Niệm tình ngươi và bổn tiểu thư có hôn ước. Ta cho ngươi một cơ hội sống. Vợ ơi. Giết cô ta đi. Sau đó tuyên bố thiên hạ. Ngươi tình nguyện ở lại Bạch gia của ta. Những việc trước kia, ta sẽ không truy cứu. Nhưng nếu ngươi dám động đến vợ ta, tất cả phải xuống địa ngục. Dám động đến vợ ta, tất cả phải xuống địa ngục. Ngươi nói gì cơ? Ta nói, ta muốn Bạch gia của cô. Lấy mạng người để đền tội. Được nha, cho thể diện mà không cần. Người đâu? Lấy mạng chó hắn. Tiếng chuông báo động vang lên, hàng trăm vệ sĩ sẽ đến, họ sẽ lấy mạng chó của hai ngươi. Cô chắc chưa? Bọn họ có đến được sao? Ý ngươi là sao? Tiểu tiểu Bạch gia, chỉ có 100 người đã dám cuồng vọng như vậy. Ai cho các ngươi dũng khí đấy? Nói đi, Bạch gia muốn chết như thế nào? Thả con gái ta ra, tên khốn này. Mẹ, thả con gái ta ra. Nếu không ta sẽ giết cô ấy, nhanh lên. Bố mẹ cô điên rồi. Nếu vậy thì, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Dám động đến vợ ta, tất cả phải xuống địa ngục. Hôm nay ta sẽ lấy mạng cô phải đền tội. Bạch Thanh Giản, ta cho cô hai lựa chọn. Cô chọn xuống địa ngục, hay là dừng lại ở đây. Tần Hạo Xuyên, tôi sai rồi, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Tôi sẽ ngủ với anh. Anh tha cho Bạch gia chúng tôi đi, được không? Buồn nôn. Vũ Huyên. Vũ Huyên. Dậy đi. Đây là đâu vậy? À. Thiên đường có lối cô không đi. Địa ngục không lối cứ xông vào. Vậy thì đừng trách ta nha. Từ đó Long Châu không còn gia tộc Bạch thị nữa. Hình như anh ta đẹp trai hơn rồi. Thế nào, tôi không giống chồng cô à? Chuyện của Bạch gia, tôi tin đó chỉ là khởi đầu. Mấy đại gia tộc, bởi vì ngươi hôn ước của tôi, đều đã tuyên bố sẽ phá đổ Kỷ gia. Cơn bão thực sự chỉ mới bắt đầu. Hạo Xuyên à, cảm ơn vì đã cứu ông nội và tôi. Vì Kỷ gia, hôn sự của anh và tôi, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn. Cô sẽ không bỏ tôi đấy chứ? Thế này, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Trong vòng một tháng, tôi dẫn dắt Kỷ gia trở thành đệ nhất gia tộc Hoa Hạ. Vậy chúng ta có thể... Mỗi lần quét QR, bất kể QR gì, bạn sẽ nhận được một cá. Đích càng nhiều cá, đổi càng nhiều quà, tổng giá trị lên đến... Có thể nói sau khi hoàn thành, về chuyện hôn sự thế nào. Nhưng cô phải hứa với tôi, trước khi hoàn thành, cô không được bỏ tôi. Anh thì có công việc gì? Chỉ bằng đánh nhau mỗi ngày, có thể cho Kỷ gia chúng tôi đứng vững không? Nếu anh sợ tôi bỏ rơi anh, vậy ngày mai anh
hãy đến tập đoàn Kỷ Thị. Làm tài xế của tôi, thế nào? Tôi đường đường là cao thủ xuống núi. Cô để tôi làm người hầu của cô. Tài xế à? Chắc chắn cô đang thèm muốn cơ thể tôi rồi, tôi không đi. Thế này. Đêm nay, tối nay tôi sẽ kiếm 50 triệu vạn. 50 triệu vạn, từng, đêm nay, từng. Tần Hạo Xuyên, anh có biết anh đang nói gì không? Ngay cả ở Long Châu, 6 đại gia tộc đều tới, cũng không ai có thể dám mạnh miệng như vậy. Mạnh miệng. Rốt cuộc có mạnh hay không? Qua đêm nay, cô sẽ biết thôi. Anh muốn làm gì? Long đầu, hay là tôi sẽ cử người đến trực tiếp chuyển 50 triệu cho Kỷ Vũ Huyên. Số tiền này đối với ngài mà nói quả thật không đáng nhắc tới. Thế thì chán lắm. Nhưng sau khi tôi trở lại Long Châu, không có gì để làm. Không bằng vui vẻ chút đi. Ngài muốn làm gì? Có rồi. Lái xe đến trung tâm thành phố, đưa tôi đến nơi có lưu lượng người lớn nhất. Có ngay. Đi đi. Đừng đẩy. Đừng đẩy. Không phải là không cho bày sạp sao? Tôi không bày nữa. Tôi đi, tôi đi. Lần này chơi ngu lớn quá. An ninh trung tâm thành phố rất hung dữ. Sẽ không có ai đuổi tôi ở đây chứ? Chuyên giải quyết phiền toái đây. Bất kỳ rắc rối nào, chỉ là bạn không nghĩ tới. Không có gì mà tôi làm không được. Đi ngang qua, đừng bỏ lỡ nó. Hắn có thể giải quyết mọi rắc rối. Cần thiết mà. Sao cô ấy lại ở đây? Sao cô ấy lại ở đây? Cô gái này chính là Thượng quan Vân Giao à? Đúng là Thượng quan đại tiểu thư. Thượng quan Vân Giao, cô ta làm gì ở đây? Đi đi, không thể trêu vào. Không phải là người phụ nữ bị tôi từ hôn sao? Có gì tuyệt vời nữa sao? Thượng quan cái gì đây? Thượng quan Vân Giao đúng không? Có chuyện gì à? Tôi... Ôi trời! Lại đây, ngồi xuống, bình tĩnh nói. Mặc dù tôi đã từ hôn cô rồi, nhưng... không làm ảnh hưởng đến tôi kiếm tiền của cô. Đúng là một kẻ lừa đảo. Xem ra vẫn là tôi coi trọng anh. Bỏ đi, anh cũng không giải quyết được vấn đề của tôi. Có phải lúc nào cũng vậy, thức dậy lúc 3 hay 4 giờ sáng phải không? Ngực khó thở, mắt biến thành màu đen, chóng mặt, cơ thể ốm yếu, luôn bị bệnh. Làm sao anh biết được? Tôi còn biết là... đã 2 tháng rồi bà dì còn không đến mà. Này này này, người đẹp, có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ a. Tần Hạo Xuyên, anh phải đi với tôi một chuyến. Đi đâu vậy? Đến nhà tôi gặp rắc rối, xin hãy giải quyết giúp chuyện này. Tần Hạo Xuyên, anh phải đi với tôi một chuyến. Đi đâu vậy? Đến nhà tôi gặp rắc rối, xin hãy giải giúp quyết chuyện này. Ồ, giúp cô giải quyết cũng không phải không được. Nhưng mà... đừng lo lắng về tiền bạc. Chúng tôi, Thượng quan gia không thiếu tiền. Miễn là anh có thể giải quyết, tiền tùy anh ra giá, tùy tôi ra giá. Được. 50 triệu vạn, không trả giá. Cô có đủ tiền không? 50 triệu vạn thì 50 triệu vạn, đi với tôi. Này. Lão gia tử, tìm tôi tới có chuyện gì? Nói đi, tiểu gia, tôi bận lắm. Tần tiên sinh, những tháng gần đây, Thượng quan gia chúng tôi, nhiều người bị tai nạn xe, nhiều người bị thương, không biết lý do. Như vậy cũng thôi đi. Đêm nào tôi ngủ, lúc nào cũng gặp ác mộng, mơ thấy cái gì đó đè ở trên ngực tôi. Và ông còn nhìn ra ngoài cửa sổ, có gì đó không sạch sẽ đang nhìn chằm chằm vào ông. Đêm nào tôi ngủ, lúc nào cũng gặp ác mộng, mơ thấy cái gì đó đè ở trên ngực tôi. Và ông còn nhìn ra ngoài cửa sổ, có gì đó không sạch sẽ đang nhìn chằm chằm vào ông. Trong mơ sẽ có người đòi mạng ông, và nó sẽ bị quấy rầy nhiều hơn vào ban đêm. Ngay cả ban ngày cũng không được yên bình. Có phải là buổi trưa, trong lúc nghỉ ngơi,
cũng sẽ gặp ác mộng, thân thể ngày càng suy yếu, tôi nói đúng chứ, Tần thiếu chủ. Không sai một chữ. Vấn đề của thượng quan gia. Nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đều là bởi vì nó. Hiện tại, đưa thứ này ra khỏi đây ngay. Hãy để tôi đốt nó bằng lửa thần, lấy cho đó, chôn dưới gốc cây trong sân. Để lại một phần dùng nước sôi. Uống xong sẽ có hiệu quả ngay, không đời nào. Chiếc long ỷ này, là long ỷ của một vị vương gia đời Tống. Tôi không biết có bao nhiêu người. Phải mất gần 100 triệu để mua lại. Sao có thể nói đốt là đốt được? Long ỷ, chính là cái này long ỷ. Nghe tôi nói, đốt nó ngay lập tức, ghế này không đốt được, không đốt được. Chẳng lẽ ngươi là cùng lão hủ? Đùa thôi phải không? Hạo Xuyên, cái ghế này giá trị liên thành. Không thể đốt được. Hơn nữa, làm sao anh chắc chắn được? Vấn đề là nằm ở ghế. Nếu chiếc ghế này mà không đốt, trong vòng 3 ngày tới, ít nhất phải trải qua 5 lần đổ máu. Nếu chiếc ghế này mà không đốt, trong vòng 3 ngày tới, ít nhất phải trải qua 5 lần nạn đổ máu. Ăn nói lung tung. Ta xem ngươi, chắc là một tên lừa đảo. Đến lừa lão phu. Nói chuyện như thật. Tôi muốn xem, không quá 3 ngày. Tôi có thể gặp tai nạn gì? Ông nội cẩn thận. Ông nội ông sao rồi? Còn đứng đó làm gì? Mau tới cứu người đi. Hạo Xuyên. Vừa rồi chúng tôi có nhiều đắc tội, xin anh thứ lỗi. Chúng tôi sẽ tăng thêm 20 triệu nữa, làm ơn cứu ông tôi. Tôi không thiếu chút tiền ấy của thượng quan gia, nếu lão gia tử không tin tôi có việc, phải đi đây. Hạo Xuyên, tôi biết anh không thiếu tiền. Nhưng với tôi thì sao, có được không? Miễn là anh chữa được cho ông tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Ông nói ông già này, nghe tôi nói sớm thì tốt biết mấy, tình hình hiện tại, phải làm gì đây? Tần thiếu chủ, vừa rồi lão hủ mạo muội. Xin thiếu chủ ra tay. Cả nhà các người, thật là phiền phức. Được rồi, nể mặt cháu gái ông. Tôi đã cứu mạng ông. Ông nội. Ông nội. Tần tiên sinh. Cậu chẳng những biết giám vật, cậu còn biết y thuật. Quả nhiên là thần tiên thế gian. Người đâu, đưa cái ghế này ra khỏi đây, để Tần thiếu chủ làm phép. Cho nó nghiền thành tro. Hạo Xuyên, cái ghế này, có gì đó không ổn sao? Mạng người trên long ỷ này quá nhiều. Rất nhiều người muốn có chiếc ghế này, bằng mọi giá. Tích góp hơn 1000 năm oán khí, đã chuyển hóa thành ma lệ chi khí. Chủ nhân của chiếc long ỷ này, sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trí, và cả cái sân này nữa. Môi trường sâu thẳm, âm khí cực thịnh. Cho nên thượng quan gia các người, mới có thể gặp vận rủi liên tục. Uống đi. Sẽ ổn thôi. Đây là 70 triệu vạn, một chút tâm ý, đó là một món quà nhỏ. Xin nhận cho. Đó là một món quà nhỏ. Xin nhận cho. Hoa sen tuyết thiên ngàn năm lạnh giá, cái này đáng giá lắm. Các người chắc chắn muốn tặng cho tôi chứ? Thiếu chủ, nói gì vậy? Cậu đã cứu mạng tôi và cháu gái tôi. Đừng nói là thiên niên hàng địa thánh tuyết liên. Cho dù là muốn ta tặng cháu gái cho cậu, tất cả đều có thể, tuy rằng, cậu hủy hôn ước năm đó. Nhưng, chỉ cần để cháu gái tôi, ở bên cạnh cậu, cho dù là vợ nhỏ, tôi cũng không ý kiến. Ông nội, ông nói gì vậy? Hạo Xuyên à, có chuyện gì vậy? Chuyện hôm nay, tôi phải cảm ơn anh. Cô làm gì vậy? Hạo Xuyên, ân tình hôm nay, tôi có gì để báo đáp, nếu anh không ghét bỏ, tôi sẵn sàng trao bản thân mình cho anh, tôi. Hạo Xuyên, muốn tôi đi mà.
Hạo Xuyên, muốn tôi đi mà. Không không không. Tôi có vị hôn thê rồi, tôi không thể không phụ lòng Vũ Huyên, Thượng quan tiểu thư, hôm nay làm phiền cô rồi, tôi sẽ tự lái xe về, cô về trước đi. Khoan đã, hôm nay anh không muốn thì thôi, sau này, nếu anh cần bất cứ điều gì, Thượng quan Vân giao tôi tùy anh gọi tùy đến, nguyện ý phụ tá Tần tiên sinh một đời, được. Vợ ơi, cho cô 70 triệu vạn trong một đêm, 70 triệu vạn. Anh lấy tiền ở đâu ra vậy? Tiểu gia, ta dựa vào bản lĩnh kiếm được. Chẳng phải sắp đến sinh nhật ông rồi sao? Chọn một món quà lớn cho ông, nói thật đi. Này tiền không sạch sẽ có phải hay không? Vợ ơi, cô không tin tôi sao? Yên tâm mà dùng nó đi nha, tiền này minh bạch. Tiền mồ hôi nước mắt rõ ràng. Xin chào, hai vị cần gì? Cái này bao nhiêu tiền? Đừng mua cái này có vấn đề. Xin chào, hai vị cần gì? Cái này bao nhiêu tiền? Đừng mua cái này, có vấn đề. Ngọc Quan Âm này, là đại sư đứng đầu Ngọc Thạch giới, tự tay làm. Giá bán 8,88 triệu, không biết tiên sinh này, nói nó có vấn đề gì vậy, bậc thầy hàng đầu. Tôi ít đọc sách, nhưng đừng có lừa tôi. Tần Hạo Xuyên, anh không muốn, để tôi xài số tiền này à, tôi. Ngọc Quan Âm này, không tìm thấy ở Long Châu, có cái nào tốt hơn cái này đâu. Nếu anh không hiểu thì đừng nói lung tung, được rồi. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vậy thì tôi sẽ rõ ràng, nói rõ ràng cho cô biết. Ngọc Quan Âm này, là giả đấy. Không thể nào. Toái Ngọc Hiên chúng tôi bán nhiều năm như vậy, làm sao có thể bán hàng giả. Anh còn nói xấu nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát. Chàng trai, cậu có nhầm không? Toái Ngọc Hiên này, danh tiếng rất tốt. Sao lại có hàng giả chứ, phải. Không thể có hàng giả được. Toái Ngọc Hiên chúng tôi là một trong 6 đại gia tộc Long Châu, sản nghiệp Lục gia. Bà chủ của chúng tôi là Lục gia đại tiểu thư Lục Tử Hàm. Toái Ngọc Hiên ta hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Thật náo nhiệt. Toái Ngọc Hiên ta hôm nay xảy ra chuyện gì? Thật náo nhiệt. Vô. Kỷ đại tiểu thư mang theo giả lão công tới rồi. Cô làm sao dám gây sự trên địa bàn của Lục gia ta, Lục Tử Hàm. Lục gia các ngươi cũng không được tốt lắm, bán hàng giả để kiếm tiền. Cô không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Xem ra, tôi đã từ hôn, đúng là tự tìm đường lui. Đúng là một con khỉ hoang từ trên núi xuống. Có mắt không tròng, khỉ hoang giả. Này, bỏ đi. Chúng ta không nên gây sự, đi thôi. Đi đâu, không dễ vậy đâu, Tần Hạo Xuyên. Anh dám cá với tôi không? Cách cực. Tôi sẽ tìm người đến ngay bây giờ, xác định Ngọc Quan Âm này. Nếu kết quả phân biệt là thật. Anh đang ở trước mặt mọi người, ở cửa Toái Ngọc Hiên, cúi đầu xin lỗi. Với giá gấp 10 lần, mua Ngọc Quan Âm này. Chơi, nếu kết quả kiểm nghiệm là giả. Tự tát mình 2 lần. Và xin lỗi vợ tôi và tôi. Thế nào? Được, không vấn đề. Người đâu? Xin mời Long Châu, chuyên gia giám định tốt nhất Trương Đông Phương, Trương Đại Sư lại đây. Anh, vợ ơi, không sao đâu. Trương Đại Sư, ngài đến rồi. Lục gia đại tiểu thư, đồ để tôi xác định xem nó ở đâu. Cái này. Trương Đại Sư, kết quả thế nào? Đây là đồ giỏm. Giả sao? Sao có thể là giả được? Lục tiểu thư, những gì cô đã hứa, đến lúc thực hiện lời hứa rồi chứ. Tần Hạo Xuyên, Kỷ Vũ Huyên, các người chờ tôi đấy, tôi. Tốt, Lục tiểu thư nguyện chịu thua, tôi rất ngưỡng mộ. Vậy không có gì khác, chúng tôi đi đây, cút đi, cút hết đi. Nhìn cái gì, cút hết đi. Lão gia tử, bác trai bác gái, chào mọi người. Cậu đến đây làm gì?
Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão gia tử của chúng tôi, cậu là người ngoài, vui cái gì mà vui, đúng vậy. Tôi không biết chị tôi nghĩ gì. Hôm nay là ngày trọng đại, mang theo một người đàn ông khốn khổ đến. Thật là buồn cười. Hạo Xuyên là do ta mời, nếu các ngươi không vui, có thể rời đi ngay. Bố ơi, con là nghĩ đến Vũ Huyên, chúng ta sẽ kết hôn với tiểu tử này, con đang tức đầy một bụng. Cô có ý kiến gì không? Ta đã đính hôn cậu ấy với Vũ Huyên. Hạo Xuyên là một cậu bé ngoan, mắc gì cô nổi điên. Ha ha, Hạo Xuyên à. Đôi khi dì cháu nói chuyện không hay lắm. Cô ấy không có ý đó đâu, đừng để ý. Cố công tử đến. Vũ Huyên, đã lâu không gặp. Đây không phải là công tử của tập đoàn Cố thị, Cố thần sao? Thật là đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. À. Cố công tử ái mộ Vũ Huyên, xem ra là anh rể rẻ tiền. Không được rồi. Cố công tử, lát nữa, chúng ta sẽ uống vài ly, được thôi. Vị này, chính là vị hôn phu của Vũ Huyên à, nhìn có vẻ, đúng như lời đồn đại, là một kẻ không có bản lĩnh, phế vật nhang. Cố đại thiếu thật đúng là, chó không thể nhổ ngà ra khỏi miệng. Tôi như thế nào, chẳng liên quan gì đến ai cả. Sau này, tránh xa vợ tôi ra. Hạo Xuyên. Tần Hạo Xuyên. Hôm nay tôi đến, là mừng thọ Kỷ lão gia tử, ta không muốn nói nhiều với tên ngốc ngươi. Kỷ lão gia tử, tôi có một món quà mừng thọ cho ngài, đảm bảo ngài sẽ thích. Lại đây. Cố đại thiếu thật đúng là, chó không thể nhổ ngà ra khỏi miệng. Tôi như thế nào, chẳng liên quan gì đến ai cả. Sau này, tránh xa vợ tôi ra. Hạo Xuyên. Tần Hạo Xuyên. Hôm nay tôi đến, là mừng thọ Kỷ lão gia tử, tôi không muốn nói nhiều với tên ngốc ngươi. Kỷ lão gia tử, tôi có một món quà mừng thọ cho ngài, đảm bảo ngài sẽ thích. Lại đây. Đây là Lạc Hà Cô Uyên, đồ đường Thu Sơn. Nó đáng giá hàng triệu đấy. Kỷ lão gia tử, ngài thích là được rồi. Vẫn là Cố công tử ra tay hào phóng nha. Không chỉ có tiền mà còn có tâm. Bác gái thích. Một đứa trẻ như cậu. Tần Hạo Xuyên. Tôi rất muốn biết. Ngươi tặng Kỷ lão gia lễ mừng thọ gì vậy? Không phải ngươi, không mang theo gì chứ? Cố công tử. Hắn chỉ là một con khỉ hoang trên núi xuống. Anh còn mong hắn mang theo thứ gì đó. Lão gia tử. Mở ra xem. Tặng cho ông đấy. Hạo Xuyên. Đây là nhân sâm gì vậy? Sao màu đỏ vậy? Bố ơi, này không ngoài cũng chính là soát màu đỏ tố phá nhân sâm. Và còn rất nhỏ, nó không đáng giá bao nhiêu. Nhân sâm chính là nhân sâm. Chỉ cần tâm ý tới là được rồi. Hạo Xuyên, ta thích nhân sâm này. Gia Gia cảm ơn con nha. Ông nội, người ta căn bản không coi ông ra gì. Cái này có gì hay đâu. Ông còn cảm ơn gì nữa? Thiển Thiển, im đi. Lão gia tử, đây không phải là nhân sâm thông thường. Đó là huyết sâm ngàn năm. Là sư phụ của tôi, để tôi xuống núi tu thân dưỡng tính. Rất quý giá đấy, huyết nhân sâm cái rắm, chỉ cần bôi màu là đắt à. Vậy anh nói đi, có thể đắt tới mức nào? Cũng chỉ hàng chục triệu thôi, hàng chục triệu. Tần Hạo Xuyên, trước đây tôi chỉ nghĩ cậu hơi lôi thôi, không có bản lĩnh gì. Bây giờ xem ra, cậu còn giỏi khoác lác nữa. Hạo Xuyên, những người có mặt đều là những người đã nhìn thấy những điều tốt đẹp. Anh nói đắt hơn tôi có thể hiểu, nhưng không đến đổi thái quá như vậy chứ. Vợ ơi, cô cũng không tin tôi. Hai cây nhân sâm, mấy chục triệu, cái này, làm sao tin được. Hai cây nhân sâm này, nó đáng giá hàng triệu vạn. Cố thần ta biểu diễn lộn ngược để ăn. Hai cây nhân sâm này, nó đáng giá hàng triệu vạn. Cố thần ta biểu diễn lộn ngược để ăn. Ngươi nói đấy, đừng hối hận. Lão Kỷ à, trên đường có chút việc gấp. Đến muộn rồi. Lý lão ngồi xuống. Cái gì đây? Lý Gia Gia, đó là nhân sâm của vị hôn phu của chị cháu, 5 tệ mua bên đường đấy. Có điều, nhưng ta sẽ xem cái hộp này, đó là kim ti nam mục. Ta đã đi Nam ra Bắc mấy chục năm. Những thứ được đóng gói bằng gỗ liên tơ vàng, tất cả đều là báu vật. Cái này là gì? Để ta xem. Lão Lý, ông bị sao vậy? Lý Gia Gia, rốt cuộc làm sao? Đây không phải là nhân sâm bình thường sao? Vớ vẩn. Tiểu nha đầu này, con biết gì?
huyết sâm vốn dĩ đúng là hiếm thấy. Con cái này là huyết sâm ngàn năm. Một cây này là hơn chục triệu đấy. Cái gì? Một cây này sẽ hơn hàng chục triệu. Tần Hạo Xuyên, tôi không nghe nhầm chứ? Lão gia tử, tôi còn một điều nữa. Bức tượng trong sân nhà ông, hôm nay mau tháo ra đi, đừng giữ nó nữa. Cái kia pho tượng có gì sao? Pho tượng bản thân không có gì, nhưng phối hợp với cảnh quan nhà ông, nó tạo ra một sát khí rất nặng. Trấn Long Cục, hãy nghe tôi dỡ nó ra. Nếu tôi đoán không sai, bức tượng này chắc là cậu tìm người sửa phải không? Nếu tôi đoán không sai, bức tượng này chắc là cậu tìm người sửa phải không? Bố ơi, bức tượng này con cũng quên mất lúc đầu là tìm ai làm. Nhưng nếu người không thích, chúng ta sẽ dỡ nó ra, còn không mau dỡ đi. Vân vân vân. Đến Nguyệt Sắc Trà Lâu, tôi sẽ đưa anh đến gặp một đại nhân vật. Bao nhiêu năm qua, lão gia tử vẫn thiên vị Kỷ Vũ Huyên, vị trí chủ tịch, lại để cho cô ta ngồi lâu thật. Lần này, ta sẽ không bao giờ làm thế nữa, nhường chỗ cho cô ta nữa. Mạng lão gia tử thật là lớn đấy. Trận pháp phong thủy này tu luyện một năm rồi, ông ta cũng không chết. Xem ra, chúng ta nên làm một chút sóng gió cho Kỷ Vũ Huyên. Bố, bố muốn. Con người mà, luôn có tham vọng. Huống chi tập đoàn Kỷ thị lớn như vậy, sao ta có thể cam tâm đưa nó cho Kỷ Vũ Huyên đây? Sao lại là cô? Tần Hạo Xuyên, sao anh lại ở đây? Tôi Tần Hạo Xuyên, sao lại không thể tới đây được? Tần Hạo Xuyên, Chu Nguyệt, chính là ngày đó, thằng nhóc dám từ hôn con. Xem ra, không phải oan gia không trụ đầu. Vân Giao, vị này, cô đã giới thiệu tôi, thần tiên đại nhân vật. Sở Nguyệt nhà chúng ta nói sao đây, ở Long Châu cũng là ngôi sao nổi tiếng nha. Không ngờ lại bị một tiểu tử từ hôn. Thật là buồn cười mà. Thị trưởng Tiêu, chắc là hai người đã hiểu lầm rồi. Nhưng Tần Hạo Xuyên, anh đúng là một thần nhân. Được rồi, không cần phải nói nữa. Nể mặt Vân Giao, nếu đến rồi thì ngồi đi. Trà này bình thường quá. Vân Giao, không phải hắn ta cũng từ hôn với cô sao? Sao hai người vẫn ở bên nhau vậy? Thị trưởng Tiêu, ngài đừng khách khí. Hạo Xuyên, có lẽ không rành trà lắm, nhưng cái khác, anh ấy thực sự có thể giải thích. Tôi không biết có hiểu trà không, nhưng tôi đã là, đều là đại hồng bào đặc biệt, còn là lấy từ cây mẹ. Tôi không biết có hiểu trà không, nhưng tôi đã là, đều là đại hồng bào đặc biệt, còn là lấy từ cây mẹ. Cây mẹ đại hồng bào của cả Hoa Hạ, chỉ có vài cây thôi. Hiện tại, tất cả đều được canh gác, mỗi năm đều cống hiến cho đại nhân vật trong kinh thành. Cậu cũng xứng uống, không tin thì thôi. Nhưng thị trưởng Tiêu, ông phải chú ý thân thể chứ. Cơ thể ông bây giờ rất kém, đừng tự làm mình bực mình. Cậu biết y đạo à? Vậy, cậu thấy tôi bệnh gì? Y đạo thông lược. Nếu tôi đoán không sai, thị trưởng Tiêu đã bị căn bệnh này tra tấn lâu rồi nhỉ. Đêm không ngủ được, còn không thể quang minh chính đại đi bệnh viện. Thật là phong lưu nhưng lại không phong lưu. Chỉ vì trường thương, bất lực mà ngã theo chiều gió. Im miệng. Tần tiên sinh à, hôm nay chúng ta gặp nhau lần đầu. Ánh mắt Vân Giao quả thật không tệ. Cậu đúng, không tầm thường. Vừa rồi, cũng trách ta Tiêu mổ nhìn lầm rồi. Tiêu thị trưởng khách khí rồi. Đừng gọi thị trưởng nữa, gọi bác Tiêu đi. Bệnh tình của ta, chúng ta sẽ nói chuyện riêng sau. Vân Giao hôm nay mời cậu đến, nói cậu còn có thể dám bảo. Cho nên, hôm nay, muốn mời cậu giúp tôi giám định giúp. Cho nên, hôm nay, muốn mời cậu giúp tôi giám định giúp.
Ừm. Không tệ. Bắt chước giỏi đấy. Đáng tiếc chỉ là bắt chước thôi. Nó là giả đấy. Trương này. Tối đa là 500 đồng tiền. 500 đồng tiền đấy. Hay là bởi vì công nghệ làm giả cổ rất hay. Anh nói giả chính là giả à? Sao lại tin được anh? Cổ vật là dấu vết của thời gian. Ngoài công nghệ, phản ánh văn hóa thời đó. Cổ Long Phong Hạc Văn đúng là biểu tượng của những di tích thời chiến quốc. Xem qua thì không có vấn đề gì. Nhưng điều các người không biết là trong hoàn cảnh lúc đó, hương thời chiến quốc không phải người bình thường có thể dùng được. Đó là gia đình bá hộ mới sở hữu nổi một chiếc gương đồng này. Theo sách cổ ghi lại, rất nhiều gia đình giàu có, họ đều thích cho lên tấm gương của mình khắc một dấu bướm không đáng chú ý. Còn tấm gương này không có. Bố ơi, hình như không có dấu hiệu gì cả. Nghe một câu cậu nói như đọc sách 10 năm. Tần tiên sinh quả nhiên sinh ra một đôi tuệ nhãn và có học thức uyên bác. Hôm nay phải cảm ơn Tần tiên sinh. Con gái tôi lúc trước có gì đó không đúng, mong Tần tiên sinh đừng trách. Hôm nay ta nguyện đem tiểu nữ nhi của ta giao cho Tần tiên sinh. Con gái bé bỏng của tôi là một ngôi sao giải trí ở Long Châu. Ngày sau, mong Tần tiên sinh có thể chữa khỏi bệnh của tôi. Bố ơi! Ngày sau, mong Tần tiên sinh có thể chữa khỏi bệnh của tôi. Bố! Con sẽ không đồng ý đâu. Anh ấy chỉ là một con khỉ hoang dã từ trên núi xuống. Con sẽ không chịu anh ta đâu. Thị trưởng Tiêu, lấy cô ấy gả cho tôi. Thôi là quên đi. Con gái ông có vấn đề với tôi, và tôi không thích kiểu người như cô ấy. Được rồi, Tiêu thị trưởng, để lại thông tin liên lạc đi, tôi sẽ gửi đơn thuốc cho ông, đến lúc đó ông tìm người bốc thuốc là được. Có vẻ như anh đối xử với vị hôn thê của mình thật đúng là một lòng nha. Ngay cả con gái ngôi sao của thị trưởng cũng không để vào mắt. Tần tiên sinh không vội từ chối, để con gái tôi đưa cậu đi đến những nơi người trẻ tuổi thích chơi chơi trước đi, cũng tính như là để con gái tôi giáp mặt với cậu để đền tội đi. Vậy thì kính trọng không bằng tuân mệnh. Trong thẻ này có 130 triệu vạn, coi như là lời cảm ơn của tôi đối với Tần tiên sinh. Cũng mong Tần tiên sinh có thể đối với bệnh tình của tôi giữ bí mật một chút, không được tiết lộ ra ngoài. Lấy tiền của người thay người tiêu tai, đó là đạo đức nghề nghiệp, tôi hứa. Vậy chúng ta hãy để lại thông tin liên lạc. Đêm nay em bỏ nghề đi, anh nuôi em. Tần Hạo Xuyên tiểu tử này cùng ngôi sao Long Châu Tiêu Sở Nguyệt ở bên nhau, xem ra thằng nhóc này cũng không phải là con chim tốt. Xem tôi có làm hắn ta bốc mùi không. Cố thiếu gia, bây giờ họ vào phòng riêng rồi. Anh quay video kiểu gì đây? Làm sao mà quay được bọn họ? Em yêu, em không biết sao? Bây giờ có một công nghệ AI đổi mặt à? Nó là một cao thủ đấy. Đến lúc đó, lấy giả cáo thật. Chúng ta đổi mặt đi. Vậy, cố thiếu, cho dù có thể thay đổi khuôn mặt, bây giờ chúng ta chỉ có video họ bước vào phòng. Thiếu một số video đánh vần đó nha. Em yêu, hai chúng ta vào trong học đánh vần thôi. Làm cho họ một video học đánh vần, thế nào? Đi thôi ha ha. Vị hôn phu của thiên kim kỹ gia và nữ diễn viên nổi tiếng. Hai người nói, tôi gửi video này ra ngoài, chắc là thịnh hành quá. Ngươi muốn làm cái gì? Tôi muốn làm gì à? Tiêu Đại Minh Tinh, cô nói, nếu đem video này đăng lên, Băng Thanh Ngọc thiết thục nữ hình tượng của cô, có phải là không giữ được phải không? Ngươi vu khống ta. Người phụ nữ trong video này căn bản không phải tôi. Phí lời, tôi và Tần Hạo Xuyên không có gì xảy ra cả. Tất nhiên video này không phải của cô rồi, tôi chỉ chụp ảnh thôi. Cả hai người vào cùng phòng. Video phía sau tôi đã nhờ người khác diễn cho các cô đó. Ngươi. Video phía sau tôi đã nhờ người khác diễn cho các cô đó. Ngươi thế nào? Ây da, tôi diễn rất tốt phải không? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao khuôn mặt người phụ nữ kia giống hệt như tôi?
Tôi nói Tiêu đại mỹ nữ này. Không sao đâu. Xem ít video giải trí đi, đọc sách nhiều hơn, AI thay đổi khuôn mặt biết không? Mặc dù video là giả mạo, nhưng không sao đâu. Cô nói, nếu nó được đăng lên, người hâm mộ cô nhìn thấy, có video cô vào phòng, phía sau. Họ có nghĩ đó là giả không? Cô nói, video đã được đăng lên. Người hâm mộ sẽ tin những gì cô nói sao? Hãy tin tôi, video tôi đăng đây hả? Đừng đăng. Dám hại ta. Ngươi có tin là ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ không? Ôi trời. Ngươi đúng là con khỉ hoang trên núi nha. Ngươi nghĩ video này chỉ có mình ta có thôi sao? Hôm nay ngươi dám đánh ta, ta sẽ cho video đăng lên mạng. Đừng đăng. Đừng đăng. Tôi xin anh đừng đăng. Hắn đã bỏ chạy rồi. Tiểu đại mỹ nữ, bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi. Bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi. Không muốn tôi đăng cũng được. Cô chỉ cần uống ly rượu này thôi, tôi sẽ tha cho cô. Tôi uống xong rồi, cút nhanh lên. Muốn đùa cái gì vậy? Hôm nay hai người đều không đi được. Tôi đoán như này, con khỉ hoang đó đã bị người của tôi đánh gãy chân rồi. Bây giờ cô cứ chờ ngủ với tôi đi. Vừa rồi trong video, Tiêu đại tiểu thư là giả đấy. Bây giờ tôi sự thật rồi. Muốn Tiêu tiểu thư đánh gần đây. Ngươi làm gì vậy? Nói cho ngươi biết, ngươi dám động vào ta, ta sẽ đăng video đó lên ngay. Tưởng mấy năm nay ta ở trên núi, không biết gì hết sao? Cái này chắc là ngươi sao lưu trong USB giấu đi sao? Ông ơi, cháu sai rồi. Tôi nhường cô ấy cho anh, tôi vừa cho cô ấy uống xuân dược, đúng lúc rồi. Tặng anh đấy. Phế vật. Để xem sau này ngươi còn làm gì được, còn không đem chủ tử các ngươi kéo đi. Chu Nguyệt, Chu Nguyệt. Cô không sao chứ? Chu Nguyệt, Chu Nguyệt. Cô không sao chứ? Tần Hạo Xuyên, tôi nóng. Cô làm gì vậy? Ôi ôi, Sở Nguyệt. Chu Nguyệt. Rắc rối. Này, dậy đi. Thế nào rồi? Tần Hạo Xuyên, đồ khốn kiếp. Tôi say cái bắt tôi đánh Tần. Anh, này, đại tỷ, bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi không bình tĩnh chút nào. Không sao chứ? Đồ khốn kiếp. Này, anh dám làm không dám nhận, phải không? Anh không phải là đàn ông, không không. Tôi đã cứu cô đó. Hơn nữa, tôi không có làm gì cô.
Tần Hạo Xuyên, tôi tưởng là sau khi anh mì gà vàng Vi Phong huyền thoại. Vi Phong, mì số 1 cho người số 1. Anh từ hôn với tôi, giữa chúng ta không còn dính dáng gì nữa. Không ngờ, tôi lại thành phụ nữ của anh, đoạn tình cảm này của chúng ta. Tôi nhận rồi. Tần Hạo Xuyên, tôi tưởng là sau khi anh từ hôn với tôi, giữa chúng ta không còn dính dáng gì nữa. Không ngờ, tôi lại thành phụ nữ của anh, đoạn tình cảm này của chúng ta. Tôi nhận rồi. Không không. Cô đang nói gì vậy? Tôi nói, bây giờ gạo đã nấu chín rồi. Chúng ta kết hôn đi. Muộn rồi. Người phụ nữ hiện tại của tôi là Kỷ Vũ Huyên, và tôi không có gì với cô cả. Thật là hiểu lầm thôi. Tôi biết. Anh sợ Kỷ Vũ Huyên biết, nhưng không sao. Tôi có thể chờ. Khi các anh xong việc. Xong việc cái gì? Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ nhảy từ trên lầu xuống luôn. Đại tỷ à, đây là tầng trệt. Được được, tôi hứa với cô. Tiểu nữ nhà nào cũng, mỗi ngày tìm cái chết để làm gì? Thế mới đúng chứ, như vậy anh mới là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh cứ yên tâm đi, sau này Tiêu gia, tôi sẽ làm hết sức mình, giúp anh và gia đình họ Kỷ. Alo. Tôi hiện tại đến tìm cô. Này. Bố ơi, người có chắc chắn về kế hoạch ngày hôm nay, không vấn đề chứ? Chuyện nhỏ này không làm khó được ta. Kỷ Vũ Huyên, thời gian ngồi ở vị trí này, đủ lâu rồi. Đã đến lúc hạ bệ cô ta rồi. Lão gia tử bên kia thế nào chăm sóc cô ta, cũng chẳng ích gì. Chỉ cần có đủ người chống lại cô ấy, thần tiên đến cũng vô dụng. Bố à, nếu cô ấy bị loại, người có thể lên vị trí này rồi, chắc chắn rồi. Chờ ta lên trên. Sau này, vị trí này sẽ truyền cho con. Tập đoàn Kỷ Thị, nó chỉ thuộc về chúng ta. Kỷ Vũ Huyên à, Kỷ Vũ Huyên, mặc dù cô là chị tôi, nhưng cô đang cản đường tôi. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Các cổ đông và giám đốc, hôm nay họp gấp. Có chuyện gì muốn nói sao? Tất nhiên là có chuyện nói. Tôi hỏi cô Kỷ Vũ Huyên, cô biết hay không biết, thật là một sai lầm lớn mà cô đã làm. Tôi đã làm gì? Không hổ là Kỷ Tổng, đến giờ rồi. Vẫn giả vờ như không có việc gì. Được rồi, vậy tôi sẽ nói rõ, cô biết hay không biết, vị hôn phu rẻ tiền mà cô đã tìm kiếm, đối với tập đoàn chúng ta, gây ra, có ảnh hưởng gì không? Có chuyện gì vậy? Cô biết hay không biết, vị hôn phu rẻ tiền mà cô đã tìm kiếm, hắn đã gây ra cho tập đoàn chúng ta, có ảnh hưởng gì không? Có chuyện gì vậy? Được biết. Tập đoàn Lệ Cảnh thuộc sở hữu của phòng thương mại Lục Long, một trong những tập đoàn mạnh. Tập đoàn Kỷ Thị chúng ta, hợp tác với họ từ trước đến nay. Thời gian này, tập đoàn Lệ Cảnh có một cái trong tay. Hợp tác dự án trị giá 3 tỷ. Bỗng nhiên họ tuyên bố, tạm dừng hợp tác với chúng ta. Tôi không hiểu, hai chuyện này. Có gì liên quan đến nhau? Tập đoàn Lệ Cảnh, từ trước đến nay, yêu cầu đối tượng hợp tác. Không có tin tức tiêu cực gì. Không thể có biến động thị trường chứng khoán. Kỷ Tổng, tốt cho cô, đột nhiên có thêm vị hôn phu, và vẫn là một con khỉ hoang trên núi xuống. Bây giờ, báo chí các giới, tin tức lan truyền khắp nơi, dư luận cực kỳ tiêu cực, và thị trường chứng khoán của tập đoàn đang rung chuyển. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến Lệ Cảnh tập đoàn tuyên bố tạm dừng hợp tác với Kỷ Thị. Cô có biết tập đoàn Kỷ Thị mất bao nhiêu tiền không? Xin lỗi, chuyện này tôi đã không xử lý tốt, nhưng tôi không nghĩ vậy. Điều này có gì tiêu cực? Nếu chú tức như vậy, tôi muốn nghe, chú có ý kiến gì không? Nếu chú tức như vậy, tôi muốn nghe, chú có ý kiến gì không? Rất đơn giản, cô chủ động từ chức vị trí chủ tịch, và tuyên bố với bên ngoài, về sau không tham gia bất cứ điều gì từ tập đoàn Kỷ Thị nữa. Như vậy tự nhiên cũng vượt qua sóng gió này. Không thể nào. Được rồi. Vậy chúng ta liền trơ mắt mất đi đơn đặt hàng trị giá 3 tỷ này. Cũng mất đi cùng Lục Long Thương Hội cơ hội kết nối. Nhưng cô biết cô làm thế mà thiệt hại là toàn bộ cổ đông và lợi ích của toàn thể nhân viên. Kỷ Tổng, cô không thể cố chấp được, làm tổn hại đến lợi ích của chúng tôi. Đúng vậy,
Không có đơn đặt hàng của tập đoàn Lệ Cảnh, tổn thất của chúng tôi phải làm sao, hả? Không kết nối được với phòng thương mại Lục Long, mất mát của tập đoàn quá lớn, ai chịu trách nhiệm đây? Đúng vậy, Kỷ Tổng, đôi khi cần hy sinh cái tôi nhỏ, thành toàn cho tập thể một chút, con người không thể quá ích kỷ. Chị họ, chị nghĩ sao đây? Cho mọi người câu trả lời đi. Mọi người đang chờ đấy, đúng vậy, đang chờ đấy. Ai đánh rắm vậy? Mùi hôi thối quá. Ai đánh rắm vậy? Mùi hôi thối quá. Im miệng, cậu là ai? Dám xông vào văn phòng tập đoàn, bảo vệ đâu? Bảo vệ ở đâu? Bảo vệ cái gì chứ? Tôi là hôn phu của Kỷ Tổng. Gọi bảo vệ thì có ích gì? Cậu làm gì vậy? Kỷ Tổng. Tiếp tục nói. Tôi muốn xem. Các người có thể nói gì? Cho dù anh là hôn phu của Kỷ Tổng, thì sao? Đây là cuộc họp thường kỳ của tập đoàn. Người không liên quan, xin hãy ra ngoài. Ra ngoài đi. Anh ấy là hôn phu của tôi. Nghiêm túc mà nói. Không phải là người không liên quan. Vừa rồi ở bên ngoài tôi cũng nghe rất rõ. Nói ngắn gọn thôi. Tập đoàn Lệ Cảnh này, bởi vì tôi mà không muốn cùng Kỷ tộc các ngươi hợp tác nữa phải không? Phải. Đúng rồi. Có chuyện gì sao? Tôi có một giải pháp. Người đứng đầu tập đoàn Lệ Cảnh, tôi đoán không sai là, chắc là, thượng quan gia tộc. Về phần thượng quan gia tộc, tôi sẽ liên lạc. Giao cho tôi. Anh hả? Anh chỉ là một tên cặn bã mới vào thành phố. Ở đâu có tư cách đi nói chuyện với họ vậy? Anh chỉ là một tên khốn, con dế nhủi mới vào thành phố. Ở đâu có tư cách đi nói chuyện với họ vậy? Anh điên cái gì vậy? Này, lão gia tử, gần đây các ông có phải định tạm dừng Lệ Cảnh và Kỷ thị hợp tác không? Nghe tôi nói này. Đừng làm thế nữa, nếu ông biết điều, hiểu chưa? Tần Hạo Xuyên, ngươi có điên không vậy? Đó là tổng giám đốc Lệ Cảnh, thượng quan Diên, ngươi ăn tim gấu mật báo rồi à? Dám nói chuyện với giám đốc Lệ Cảnh, nói như vậy, thượng quan Diên làm sao vậy? Không phải là của Lục Long Thương Hội sao? Kỷ Tổng, cô xem đi, đây là vị hôn phu của cô. Làm việc tốt gì, dự án này chúng tôi đã theo lâu như vậy, lần này nhất định phải đem ngâm nước rồi. Nó có giá trị, dự án lớn 3 tỷ. Quan trọng hơn là chúng ta có thể leo lên đùi của Lục Long Thương Hội. Giờ thì tốt rồi, tất cả đều là vị hôn phu này của cô, phá hủy nó rồi. Tần Hạo Xuyên, anh đang làm gì vậy? Anh còn ngại hại tôi chưa đủ thảm sao? Vợ ơi, có tôi ở đây. Yên tâm đi, không sao đâu, còn không sao. Anh có biết anh đã gây ra bao nhiêu rắc rối không, Kỷ Tổng? Hay là từ chức đi? Từ chức cái rắm. Tại sao là vợ tôi phải từ chức? Ai nói tập đoàn Lệ Cảnh không còn hợp tác nữa? Vẫn còn suy ngôn hoang tưởng. Ai nói tập đoàn Lệ Cảnh không hợp tác nữa? Vẫn còn suy ngôn hoang tưởng. Xin hỏi là Kỷ Tổng phải không? Tôi là Thượng quan Diên. Vì lúc trước đã đình chỉ hợp tác với tập đoàn của cô, tôi rất xin lỗi. Từ giờ trở đi, mọi hợp tác sẽ tiếp tục và chúng ta sẽ đầu tư thêm 1 tỷ nữa. Đầu tư 1 tỷ nữa, sao có thể như vậy được? Làm sao mà không được vậy? Các người biết à? Hả? Bây giờ vấn đề đã được giải quyết. Về sau không bao giờ được, tôi không muốn thấy gây rắc rối cho vợ tôi nữa. Ai lại làm việc này, đừng trách tôi không khách sáo. Không thể nào. Không thể nào. Chắc là họ đang diễn kịch. Bố ơi, người gọi lại lần nữa đi. Đúng đúng. Là thượng quan tổng giám đốc sao? Là tôi đây. Tôi muốn hỏi một chút. Về sau đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Còn dám châm ngòi ly gián, ta sẽ giết ngươi. Chuyện sau này giữa tôi và Kỷ Tổng, ngươi cũng đừng xen vào. Bố, bố. Bố bị sao vậy? Tần Hạo Xuyên và Kỷ Vũ Huyên, chúng ta phải tìm cách loại bỏ nó. Kỷ đại bá, tôi có một cách. Chúng ta làm một giao dịch thế nào? Giao dịch. Người đem Kỷ Vũ Huyên đưa tới Phi Long Đường. Tôi không quan tâm ông làm cách gì, tùy ông. Sau khi tới Phi Long Đường, ông không cần phải lo nữa, để tôi lo cho. Vị trí người thừa kế nhà họ Kỷ này là của ông. Ông nghĩ sao? Người của Phi Long Đường này, mỗi người đều là cổ võ cao thủ. Sẽ không có gì bất trắc chứ. Kỷ đại bác, cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, cho dù Kỷ Vũ Huyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì không phải, người thừa kế chắc chắn là ông sao? Tốt. Thỏa thuận.
Ông chủ, mọi việc đã xong, lát nữa gặp lại. Ông chủ, mọi việc đã xong, lát nữa gặp lại. Hạo Xuyên, cứu tôi. Cứu tôi Hạo Xuyên, cứu tôi. Tần Hạo Xuyên, muốn cứu vợ của ngươi. Ngày mai đến Phi Long Đường một chuyến, tiểu mỹ nữ cũng không tồi. Hạo Xuyên, Kỷ Vũ Huyên à Kỷ Vũ Huyên. Năng lực của tiểu gia, cô sẽ từ từ khám phá được, không thể để lộ hết được. Nếu không sẽ không có bất ngờ nữa. Hạo Xuyên, cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với Hạo Xuyên. Tần Hạo Xuyên, muốn cứu vợ của ngươi, ngày mai đến Phi Long Đường một chuyến. Hạo Xuyên, Phi Long Đường, hôm nay không ai được sống. Đừng giấu giấu giếm giếm nữa, ra đây nhanh. Cuối cùng ngươi cũng đến chịu chết à? Cuối cùng ngươi cũng đến chịu chết à? Kỷ Vũ Huyên ở đâu? Một người sắp chết. Biết nhiều thế để làm gì? Ôi trời, người đâu? Ngươi rốt cuộc là ai? Tôi hỏi lại lần nữa. Kỷ Vũ Huyên ở đâu? Tôi nói cô bị Cố gia chủ, Cố Khải Minh mang đi rồi. Đến Cố gia. Vâng. Công tử sau khi bị đánh lần trước, tôi đã mở nhiều thuốc đông y điều trị nam khoa, nhưng không có gì khởi sắc. Tôi e là tôi không thể làm gì được nữa. Tần Hạo Xuyên, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Cha sẽ trả thù cho con. Nhất định phải diệt cửu tộc của người này. Mọi thứ, tối nay, sẽ có một kết thúc. Đúng rồi, bố đã chuẩn bị cho con một bất ngờ. Kỷ Vũ Huyên, để cho lão tử đợi thật lâu nha. Một lát, nhốt người phụ nữ này lại. Hãy biến cô ấy thành đồ chơi của con cả đời. Đưa cô ấy xuống. Bố ơi, người nói, Tần Hạo Xuyên tên khốn này, sẽ không có chuyện gì nữa chứ. Ha ha, Tần Hạo Xuyên, tiểu tiểu thúi này, hắn làm sao lại là đối thủ của Phi Long Đường? Chắc là hắn đã chết rồi. Tần Hạo Xuyên, tên phế vật ngươi, lại dám chủ động đưa tới cửa. Tần Hạo Xuyên, tên phế vật ngươi, lại dám chủ động đưa tới cửa. Một tên không thể làm chuyện đại sự được, đúng là phế vật, làm gì có cần cho ngươi nói chuyện, lẽ ra lần trước ta phải giết ngươi. Tần Hạo Xuyên, đáng lẽ ta nên cho ngươi phân thành vạn đoạn, ta sẽ lấy người phụ nữ của ngươi, bán ở miến điện miền Bắc làm gái tay vịn, tìm người chơi chết cô ta, ngươi đã bị ta phế bỏ. Mối thù giữa chúng ta, cũng không nhiều lắm, nhưng ngươi phải tìm chết. Đem Cố gia theo cùng ngươi. Đó cũng không phải là lỗi của ta, khẩu khí lớn đấy. Sao dám chọc vào Cố gia ta, ngươi thật sự không biết chữ chết được viết như thế nào sao? Ngươi thực sự nghĩ mình có chút bản lĩnh, có thể coi thường tất cả, hoang đường. Ngươi có tài thì sao? Nhà ta có hàng trăm tay sai, giết ngươi. Rất đơn giản. Ta nói ngươi, hôm nay ta cũng mời đến, người của Phi Long Đường, ngươi không thoát được đâu. Cho dù ngươi có biết võ công, hôm nay cũng phải chết. Phi Long Đường à, tôi có một món quà lớn đây.
Mở ra xem bên trong có gì. Sẽ có bất ngờ đấy. Bố. Đây. Bố. Cái này, phế vật. Ngay cả một câu cũng không lưu loát. Đầu của Phi Long. Ngươi ngươi. Ngươi đã giết Phi Long. Tiếp theo là lượt của các ngươi rồi. Sẵn sàng chưa? Người đâu? Lên hết cho ta. Giết hắn. Một đám phế vật. Ngươi muốn làm gì? Các người. Mãn nguyện chứ? Anh. Em sai rồi. Đại ca, em làm trâu làm ngựa cho anh. Muốn bao nhiêu tôi cũng trả cho anh. Ta cũng không muốn tàn nhẫn như vậy. Tại sao ngươi cứ lặp đi lặp lại? Bất kính với ta. Bất kính với vợ ta. Chết. Hoặc là đầu hàng. Hoặc là chết. Tự chọn đi. Chúng tôi sẵn sàng. Từ đó đi theo Tần đại nhân. Cố gia từ đây nhận Tần đại nhân là chủ. Chúng tôi sẵn sàng. Từ đó đi theo Tần đại nhân. Cố gia từ đây nhận Tần đại nhân là chủ. Long đầu, mọi thứ bên ngoài đã được xử lý. Vũ Huyên. Là tôi đây. Ổn rồi. Ổn rồi. Đừng sợ, đừng sợ. Lâm tiểu thư, những gì cô nói, tôi hứa sẽ lo chuyện đó, nhưng tôi sợ Kỷ gia. Có gì phải sợ? Tiểu tiểu Kỷ gia. Trước mặt Lâm gia chúng tôi, chỉ là kiến thôi. Nếu Tần Hạo Xuyên dám từ bỏ hôn nhân của tôi không chút lưu tình, đừng trách tôi không khách sáo. Hôm nay, Kỷ Vũ Huyên, đừng hòng sống sót ra ngoài. Được rồi, Lâm tiểu thư, tôi sẽ làm theo. Được rồi, Lâm tiểu thư, tôi sẽ làm theo. Bác sĩ. Bác sĩ. Vợ tôi bây giờ bị thương rất nặng, làm ơn giúp tôi xem một chút, xin lỗi. Những ngày này, Lục đại gia tộc Lâm gia chủ đến kiểm tra sức khỏe, Lâm gia chủ đã thông báo rồi, xin lỗi, chúng tôi không thể tiếp đón bất cứ ai. Ê bác sĩ, không lâu đâu. Làm ơn mở lòng ra, cho vợ tôi xem trước đi. Ngươi không hiểu ta nói gì sao? Ta nhổ, còn lên mặt. Dựa vào cái gì? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay cho dù ai nói, ta cũng sẽ không khám cho vợ ngươi đâu. Cô ta à, cứ chờ chết đi. Tên khốn. Ngươi muốn chết hả? Thân dạng cẩu hình. Lòng dạ xấu xa. Loại người như ngươi làm bác sĩ là nỗi bất hạnh của tất cả bệnh nhân. Tiểu thư, viện trưởng, có chuyện lớn rồi. Có người gây rối ở bệnh viện. Cái gì? Là ai dám gây sự ở bệnh viện Lâm gia ta? Kỷ gia, còn có vị hôn phu bất tài của Kỷ Vũ Huyên đang bên ngoài ồn ào. Ông ơi, ông phải làm chủ cho con. Ông ơi, ông phải làm chủ cho con. Ăn tim gấu mật báo rồi. Dám gây rối ở đây à? Hôm nay không xong đâu. Đi, đưa tôi đi xem. Hôm nay tôi muốn xem ai dám gây rối ở đây. Thật coi Lâm gia ta là không làm mà muốn có ăn à? Sao lại là cô? Sao không phải là tôi? Đây là bệnh viện Lâm gia của tôi. Bệnh viện của Lâm gia thì sao? Bệnh viện Lâm gia có quyền xúc phạm người khác. Bệnh viện Lâm gia có thể kiểm tra mà không kiểm tra. Cho dù tôi có từ bỏ hôn nhân với em, cô cũng không cần phải ghét tôi như vậy chứ. Có vẻ như cô rất yêu tôi. Im miệng. Nếu hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích, đừng hòng ra ngoài. Lâm tiểu thư, cô vẫn chưa thừa nhận sai lầm. Vậy thì đừng trách tôi. Đưa bệnh viện Lâm gia của cô đi. Lật lên tận trời. Tần Hạo Xuyên, đừng có mà quá đáng. Vi Vi. Xin lỗi Tần tiên sinh. Ông ơi, con, bệnh viện của chúng ta vốn là để cứu người. Nhưng hôm nay, nhưng con để giải quyết ân oán cá nhân như Tu La Trường. Xin lỗi Tần tiên sinh nhanh. Ông ơi,
Con không xin lỗi đâu, có lỗi thì cứ xin lỗi thôi. Lâm gia là do con định đoạt hay là ta định đoạt? Có lỗi thì cứ xin lỗi thôi. Lâm gia là do con định đoạt hay là ta định đoạt? Hôm nay nếu con không xin lỗi, cút khỏi Lâm gia cho ta. Tôi xin lỗi. Nói sớm như vậy không phải là xong rồi sao? Tần tiên sinh, bác sĩ vừa rồi, có thể không còn có thể chữa cho vị hôn thê của cậu, một lát nữa. Không thể gọi bác sĩ khác. Không cần đâu, để tôi tự đi. Cái gì? Cậu thực sự có thể, phòng bệnh ở bên này, xin mời. Không tốt. Có chuyện gì vậy? Vết thương của Vũ Huyên, nó bắt đầu bị viêm và mưng mủ, có vẻ như trước đó đã tiếp xúc dụng cụ sắc rỉ sét, phải đẩy độc trong cơ thể ra, cùng nhau bài xuất ra mới được. Tôi sẽ sắp xếp người đi lấy thuốc chống viêm đến. Không kịp rồi, bây giờ chỉ có thể dùng châm pháp. Vĩ cốc bát huyền châm. Vũ Huyên, Thảo Xuyên, sao tôi lại ở bệnh viện vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi cảm thấy trong người nhẹ nhõm quá? Vũ Huyên, cô vừa khỏi, đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi. Chúc mừng Kỷ đại tiểu thư tỉnh lại, tôi sẽ sắp xếp nhân viên y tế truyền dịch cho cô. Tần tiên sinh, có thể đến văn phòng nói chuyện một chút được không? Tần tiên sinh, có thể đến văn phòng nói chuyện một chút được không? Vũ Huyên, tôi sẽ quay lại ngay. Tần tiên sinh, mời qua bên này. Vi Vi, con cũng đến văn phòng với ta. Tần tiên sinh, chuyện giữa cậu và Vi Vi, tôi biết hết rồi. Vi Vi nhà tôi rất kiêu ngạo, chọc cho cậu và Kỷ gia rơi vào tình cảnh này. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó. Mong Tần tiên sinh thứ lỗi. Lão gia tử khách khí rồi. Nếu mọi chuyện đã qua rồi, dạy hay không dạy đã không có ý nghĩa. Cháu gái của ông, thân phận tôn quý, cuối cùng không xem tôi ra gì, cũng nên như vậy. Tần tiên sinh, lão hữu có một đề nghị. Tuy rằng cậu và Vi Vi miệng đã từ hôn rồi, nhưng không có thỏa thuận nào được ký, cũng không có giấy từ hôn. Ý tôi là, chỉ cần Tần tiên sinh cậu không chê, Vi Vi sẽ tiếp tục làm vị hôn thê của cậu. Tôi đại diện cho Lâm gia, hoàn toàn ủng hộ các ngươi lập tức kết hôn. Ông ơi, ông nói gì vậy? Con với tên họ Tần này, không thể nào có chuyện đó được, không đời nào con lấy hắn ta được. Ngồi xuống đi. Không biết lớn nhỏ, ta và Tần tiên sinh đang nói chuyện, con to mồm cái gì? Ông ơi, con, lão gia tử, đừng đùa nữa. Tôi và cháu gái của ông, đúng là không thích hợp. Cháu gái ông là Thiên Kim đại tiểu thư. Tôi chỉ là một phàm nhân thôi. Và giờ tôi đã có vị hôn thê rồi. Tần tiên sinh đừng nói đùa. Sao cậu có thể là người phàm được? Cậu vừa sử dụng là Vĩ Cốc Bát Huyền Châm, là lão hủ suy nghĩ cả đời cũng không hiểu được. Cô chỉ biết một chút thôi. Tần tiên sinh, nếu có thể chỉ điểm lão hủ đôi chút, điều kiện tùy cậu nói, cho dù là muốn toàn bộ tài sản của Lâm gia tôi, Lâm mổ cũng không tiếc. Ông ơi, ông điên rồi à? Không phải chỉ là một bộ châm pháp thôi sao? Con thì biết gì? Vĩ Cốc Bát Huyền Châm, nếu có thể biết được 30%, có thể chữa được vô số bệnh tật trong thiên hạ. Nếu biết được 50%, có thể chữa trị cho người sắp chết thành sống. Nếu biết được tất cả, thì có thể chữa người chết, thịt xương đã trắng. Tần tiên sinh, nếu cậu có thể chỉ điểm một chút, điều kiện tùy cậu. Nếu cậu muốn, đêm nay, tôi sẽ cho người trói cháu gái tôi lại, gửi đến quý phủ của cậu. Ông ơi, ông nói gì vậy? Họ Tần kia, nếu anh dám làm bậy với tôi, ta không tha cho anh đâu. Lão gia tử, Vi Vi à, lại đây. Gia Gia, có chuyện muốn nói với con. Ông ơi, ông sẽ không thật sự muốn trói con đưa đến cái giường của tiểu lưu manh này chứ? Con nhóc này nói gì vậy? Ông con là người như vậy sao? Vậy ông muốn con làm gì? Ta vừa mới đã nói với Tần tiên sinh rồi, con làm hầu gái cho cậu ta, thời hạn nửa tháng. Cái gì? Con làm hầu gái cho hắn ta? Không thể nào, con không đồng ý, tuyệt đối không thể nào. Con nhóc này sao lại không nghe lời như vậy? Ông đây già rồi, Lâm gia làm ăn rất nhanh,
Ta không quan tâm. Ông đây là rất coi trọng con. Công việc của Lâm gia chuẩn bị giao cho con. Theo Tần tiên sinh, chỉ có lợi, không có hại. Ta cũng muốn rèn luyện lại tính cách của con. Đến lúc đó, sẽ tiếp quản công việc của Lâm gia. Vậy là đã định rồi. Được rồi. Ông đây, đi trước một bước. Hai người trẻ, nói chuyện đàng hoàng đi. Đi chết đi. Có ai đối xử với ông chủ như vậy không? Này, dĩ hạ phạm thượng phải không? Tần Hạo Xuyên, anh muốn làm gì? Anh điên à? Tôi muốn làm gì à? Này, ta không chỉ biết quỷ cốc bát huyền châm. Tôi còn món khác nữa. Tần Hạo Xuyên, tôi nhất định sẽ tự tay kết liễu anh. Tần Hạo Xuyên, tôi nhất định sẽ tự tay kết liễu anh. Im lặng. Cô làm gì vậy? Tôi muốn cái rắm. Á, im miệng. Câm miệng lại. Xem ra hai đứa trẻ này đánh vần rất dữ dội à. Tần Hạo Xuyên, tên lưu manh, anh dám vô lễ với tôi. Đại tỷ, tôi đang chữa bệnh cho cô đấy. Cô mỗi lần đến khám đều sẽ rất đau bụng. Hơn nữa, trong cơ thể có độc tố ẩm ướt. Tôi là giúp cô đã thông toàn thân kinh mạch. Cô giờ cảm nhận một chút, cảm thấy bụng có cảm giác ấm áp không? Có phải cảm thấy bụng có cảm giác ấm áp hơn không? Ê, đúng vậy nha. Bao năm nay tôi đến kỳ đều rất đau bụng. Thật sự được chữa khỏi rồi. Cần thiết đấy. Cái này, chuyện hôm nay là tôi không đúng. Tôi không nên như vậy làm khó anh. Cảm ơn vì đã nguyện ý giúp tôi chữa bệnh. Sau này nếu anh cần gì, Lâm gia của tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh. Không cần nhiều lắm đâu. Nói đi, tìm tôi làm gì? Này, Long chủ, bây giờ Lục Long Thương Hội mỗi ngày đều đang chờ ngài chính thức nhậm chức tiếp quản sự vụ. Khi tôi không xuống núi không phải cũng tốt sao? Sao phải vội thế? Bây giờ chưa phải lúc. Nếu vợ tôi biết thân phận thật của tôi, thế thì hết vui rồi. Tôi chơi còn chưa đủ đâu. Alo vợ à, bây giờ có thời gian không? Có. Chỉ cần là cô tìm tôi có thời gian bất cứ lúc nào. Khách sạn Long Châu, anh tự đến đây mặc đồ đi. Được rồi. Long Minh, có, lái xe, đi Long Châu khách sạn quốc tế một chuyến, được. Này, đây không phải là bạn nối khố Tần Hạo Xuyên của tôi sao? Sao cậu lại ở đây? Thẩm Thiên Hoa. Này, bao nhiêu năm không gặp, bây giờ, tiểu tử cậu nhìn cũng được đấy. Này, chỉ là đẹp trai chút thôi. Có điều, cậu vẫn như hồi nhỏ vậy. Vẫn nghèo như vậy. Ý cậu là sao? Tần Hạo Xuyên, hiện nay, cậu và tôi không phải là người cùng đường. Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn. Ồ, phải rồi. Hôm nay ở đây, có một hoạt động quan trọng. Người không liên quan, hình như không thể vào được. Xin lỗi nhé. Tôi không phải người không liên quan. Vợ tôi ở đây, tôi đến tìm cô ấy. Người vô gia cư bị cấm vào. Anh bạn, vợ tôi ở trong đó, không phải là người vô gia cư, cũng không được vào. Tôi sẽ nói lại, có cho vào không? Tôi sẽ hỏi lại, chắc chắn không cho vào trong, không? Thật đúng là làm cho tôi thành người ác. Vợ ơi, hôm nay có một lễ khởi công dự án bất động sản. Vậy em gọi anh đến làm gì vậy? Cũng không liên quan gì đến anh. Em đưa anh đến đây để gặp mọi người. Đừng suốt ngày để tầm nhìn của anh đặt nó vào thế giới nhỏ bé của anh.
Hôm nay thì sao, với những doanh nhân này, học nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, ăn điểm tâm nói chuyện. Anh tưởng em tìm anh có chuyện gì? Hóa ra để anh đến đây học hỏi, từng, không thú vị. Chị tiểu thư, giới thiệu một chút, tôi là Thẩm gia Thẩm Thiên Hoa. Wow, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, cô quả nhiên càng thêm có khí chất. Xinh đẹp động lòng người, Thẩm công tử, quá khen rồi. Vũ Huyên, vừa hay, tôi cũng là bạn tốt của Tần Hạo Xuyên. Lễ khởi công hôm nay, có thể nói là vô cùng quan trọng, thậm chí có thể người Sáu Long Thương Hội đều đến. Tất cả đều là những doanh nhân ưu tú. Cô bảo Tần Huynh tới đây. Tôi đang đưa anh ấy đến đây, một là để cho anh ấy tìm hiểu về các doanh nghiệp lớn, hai là để anh ấy đối Long Châu xí nghiệp hiểu biết một chút. Nói cũng đúng. Dù sao Tần Huynh trước kia sống kham khổ, không biết nhiều về xã hội thượng lưu Long Châu. Không sao đâu. Dù sao, chúng ta cũng biết nhau, có gì không hiểu. Có thể hỏi tôi, Tần Huynh nha, vậy thì cảm ơn Thẩm công tử rồi, sau này khi thỉnh giáo, mong Thẩm công tử vui lòng chỉ giáo. Đó là tất nhiên rồi. Này. Thẩm công tử lòng bàn tay, sao ra nhiều mồ hôi thế? Bác sĩ có thể nói rồi. Đổ mồ hôi nhiều, đó là dấu hiệu của thận hư đó. Ngươi, chú ý chăm sóc cơ thể một chút. Ừm. Được lắm Tần Hạo Xuyên. Chơi tôi phải không? Ngươi chờ đấy. Đúng là có anh. Cần thiết thôi. Lời tôi đã phân phó, nhớ hết chưa? Nhớ hết rồi, nhớ kỹ còn không làm nhanh đi. Nhất định phải làm cho Lục gia Thiên Kim xem được thành ý của chúng ta. Như vậy Thẩm gia chúng ta sẽ có sự giàu có liên tục. Vâng. Chỉ đại tiểu thư vẫn khỏe chớ? Ôi trời, Lục Tử Hàm này đến đây làm gì? Không phiền Lục tiểu thư đã quan tâm rồi, tôi rất khỏe. Phải không? Tôi có nghe nói nhà họ Kỷ, bởi vì cô còn có vị hôn phu của cô, giá cổ phiếu giảm mạnh, giá trị thị trường đã bốc hơi khoảng 40 tỷ. Hội đồng quản trị cũng đang buộc tội cô mà. Có chuyện này sao? Ý cô là sao? Tôi không có ý gì cả. Tôi à, chỉ muốn nhắc nhở cô, nếu cô hiện tại đều như vậy, đừng cướp đơn đặt hàng của phòng thương mại Lục Long với tôi nữa. Đừng nói về các cô thế lực Kỷ gia mỏng manh. Còn thêm, Long Minh tiên sinh cũng không thể đưa đơn đặt hàng cho nhà họ Kỷ. được. Đơn hàng sự tình thế nào, không làm phiền Lục tiểu thư suy nghĩ cho Kỷ gia chúng tôi. Kỷ gia tôi thế yếu, cũng là doanh nghiệp hàng đầu về bất động sản Long Châu. Thêm nữa, Lục tiểu thư dựa vào cái gì, cô nghĩ ông Long Minh sẽ không đưa đơn hàng cho chúng tôi? Kỷ tiểu thư nếu không tin, vậy thì bỏ đi. Nếu đã như vậy, chúng ta chờ xem đi. Vợ ơi, em có chuyện gì sao? Em cảm thấy Lục đại tiểu thư với người của Lục Long Thương Hội có thỏa thuận gì đấy. Nếu không cô ấy sẽ không nói thế. Đơn hàng này nó có quan trọng với em không? Ừm. Chỉ là chủ tịch Lục Long Thương Hội với Long Minh tiên sinh, em không quen lắm. Cộng thêm Kỷ gia cũng như các công ty khác cũng không có lợi thế gì. Gần đây tai tiếng cũng nhiều hơn, em sợ đơn hàng này không rơi vào Kỷ gia chúng ta. Anh có linh cảm, đơn hàng này chắc chắn là của em. Tại sao? Bởi vì chồng của em sinh ra đã may mắn rồi. Anh nói đơn hàng này là của em thì chính là của em. Hôm nay tôi gọi anh đến đây, đó cũng là vì anh cũng có ý kiến với tiểu tử đó. Nếu không thì với các sức mạnh của Thẩm gia, đến đây không có cửa đâu. Này, đừng lo tiểu thư, theo lệnh của cô, Tần Hạo Xuyên hôm nay đừng hòng sống sót ra ngoài. Và Kỷ gia, tất cả sẽ kết thúc. Nghe, Vũ Huyên tiểu thư, có một hợp đồng ở đây, cần chúng ta ký vào đây. Các doanh nhân đang chờ. Có điều, Tần Hạo Xuyên lại đây, có thể hơi bất tiện.
Ừ. Được rồi. Anh chờ em nha. Em sẽ quay lại ngay. Được rồi, đi đi. Anh sẽ ở đây chờ em. Hành động. Tất cả đã được sắp xếp rồi. Làm tốt lắm. Làm tốt lắm. Vui không? Còn giấu giếm nữa à? Khi nào tiểu tử này trở nên lợi hại như vậy? Làm ơn tránh ra. Mọi người thấy chưa? Họ là những người ra tay trước, tôi buộc phải phản kháng. Họ là những người ra tay trước, tôi buộc phải phản kháng. Đi nhanh lên. Long Minh và Chủ tịch Lục Long Thương Hội đang ở đây. Anh đã gây ra chuyện này. Ông ta sẽ gây rắc rối cho anh. Không phải chuyện của anh. Sao lại gây rắc rối cho anh? Anh không đi. Tần Hạo Xuyên, anh muốn xem. Ông ta có thể gây rắc rối gì cho anh? Được rồi vợ ơi. Có rắc rối gì? Đó cũng là rắc rối của những người này. Chuyện đánh nhau, anh giải thích sau đi. Ông ta tới bắt anh xin lỗi. Anh không thể xuống sân khấu thì sao? Anh Hào Quang nhân vật chính không? Anh cho ông ta 100 lá gan, để xem ông ta có dám không? Hơn nữa, sao em biết chắc? Ông ta sẽ gây rắc rối cho anh. Nói không chừng là tìm những người phiền toái đó đó. Em chờ xem đi. Đừng vội mà. Chấp sự Lục Long Thương Hội, Long Minh Giá Lâm. Long Minh đại nhân, chúng tôi đã chờ ngài từ lâu rồi. Long Minh đại nhân, đại ngài lâu rồi. Đại nhân, ngài không biết, vừa rồi à. Có người gây rối ở đây, đem nơi này làm hỏng bét hết. Vốn dĩ nơi này đã được chuẩn bị hoàn hảo, đợi chờ ngài đến phát biểu. Kết quả, dám gây rối ở đây sao? Dám gây rối ở đây sao? Long Minh đại nhân, chính là hắn, vừa mới ra tay đã thương rất nhiều người. Tôi nghi ngờ hắn cố ý khiêu khích, chọc tức người bên Lục Long Thương Hội. Ồ, phải không? Ừ. Long Minh đại nhân, hôm nay ngài phải dạy dỗ thằng nhóc này đi. Này quả thực chính là không để Lục Long Thương Hội vào mắt. Đúng là ăn tim gấu gan báo rồi. Im miệng. Long Minh đại nhân, sao lại đánh tôi vậy? Vì ngươi không có mắt. Không phải. Đây, chính là tên này đang gây rối mà. Cô dám chất vấn ta sao? Lục gia và Thẩm gia nhỏ bé. Dám ở ta trước mặt khoa tay múa chân, nhóc nhóc làm hề. Hôm nay, ta tuyên bố một chút. Không ai có thể gây phiền phức cho Tần tiên sinh. Nếu không, chính là sẽ chống lại Long Minh. Còn nữa, chuyện hôm nay, để cho tân nhiệm Long đầu Lục Long Thương Hội, rất không vui. Vì vậy, bữa tiệc hôm nay, hủy bỏ. Bái kiến Long Đầu. Mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng. Lục gia đại tiểu thư Lục Tử Hàm, vì hận thù ngài và Kỷ gia, cho nên liên minh với Thẩm gia Thẩm Thiên Hoa đến giết ngài. Thú vị đấy. Xem ra những gương mặt trong bữa tiệc này đánh vẫn chưa xưng đủ to đâu. Và có tin mới. Lục gia đang chuẩn bị chuyện người thừa kế mới. Xem ra cái này Lục Tử Hàm đang nổi tiếng, rất có thể sẽ được chọn. Khởi hành. Giúp Lục gia lật tẩy bài. Vâng. Lục đại tiểu thư, chúc mừng cô đã trở thành người thừa kế mới của Lục gia. Cô có gì muốn nói không? Lần này tôi xin lỗi tỷ tỷ, tôi không cố ý đâu. Tôi chính là thấy cô cố ý đấy. Làm sao? Thấy mình không phải người thừa kế, liền bắt đầu suy nghĩ ra chuyện xấu rồi. Ta nói cho ngươi biết, thứ nữ vĩnh viễn là thứ nữ. Nếu muốn thay thế ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ ý niệm này đi. Lục đại tiểu thư, các phóng viên đều ở đây, cẩn thận không có lợi cho cô. Ta nói cho ngươi biết, mau đi lấy dọn nhà vệ sinh sạch sẽ cho ta.
Nếu không, tối nay tiếp tục uống nước trong bồn cầu. Vâng. Chị gái, đừng gọi ta là chị. Gọi ta là Lục gia chủ, ít dính dáng đến ta, có nghe thấy không? Lục gia chủ, uy phong lớn thật đấy. Tần Hạo Xuyên, Long Minh đại nhân, chúng ta có thể tôi có thể phỏng vấn ông không? Long Minh đại nhân, còn không mau cút. Vâng, vâng. Lục Tử Hàm, không ngờ tâm tư cô lại ác độc như vậy. Đối xử với em gái ruột của mình đều ác độc như vậy. Có vẻ như hôm nay tôi phải thay trời hành đạo rồi. Hôm nay tôi phải thay trời hành đạo rồi. Ngươi định làm gì? Lục Tử Hàm, ta hỏi cô thù tôi vì đã từ hôn, liên kết với các đại gia tộc khác, áp chế Kỷ gia. Cô có biết tội? Cô hợp sức để hạ tôi, đánh tôi trong bữa tiệc. Cô có biết tội? Cô âm thầm cấu kết với sát thủ, đối với vị hôn thê của tôi, tiến hành ám sát. Cô có biết tội? Cô hãm hại đồng môn đồng bào của mình. Cô có biết tội? Lục Tử Hàm, tôi chính thức đại diện cho phòng thương mại Lục Long, tham gia bầu cử người thừa Lục gia của cô. Gia chủ à, sẽ là em gái cô, Lục Viễn Thu, chính thức tiếp quản. Cái gì? Không thể nào, người đâu? Lôi thằng điên nói nhảm này ra khỏi đây. Có ai không? Hộ giá Long Đầu, vâng. Ngươi là Long Đầu. Đứng dậy. Long Đầu, tiện nhân này, xin ngài xử lý. Kéo ra ngoài, cho chó ăn. Vâng. Tần Hạo Xuyên, ta thành ma ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta thành ma ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Tần công tử, ôi không. Long Đầu, hôm nay cảm ơn anh. Tôi sẽ thay thế chị tôi, làm nha hoàn của anh, mãi mãi làm trâu làm ngựa cho anh. Không cần đâu, tôi đã có vị hôn thê rồi. Tôi không quan tâm là ai. Tôi sẽ làm theo bất cứ thứ gì anh muốn. Cả đời này, cho anh và phu nhân. Không thể để Lục Viễn Thu đắc thế. Lục Viễn Thu đã là người của Tần Hạo Xuyên. Nếu để cho cô ta có thế lực, Thẩm gia chúng ta sẽ không bao giờ từ Lục gia kiếm được nửa điểm lợi ích nữa. Lần này, đó là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Lục Viễn Thu phải biến mất khỏi thế giới này. Và Tần Hạo Xuyên nữa. Phải chết. Vâng Thẩm Tổng. Toàn bộ bữa tiệc này và xung quanh nhà họ Lục, hàng trăm võ cổ chiến sĩ đã được an bài, sẽ không bao giờ thất bại. Tần Hạo Xuyên, chờ ngươi chết rồi. Vợ của ngươi, cô ấy là của ta rồi. Cô ấy là của ta rồi. Lục gia chủ, phòng thay đồ trên lầu đã chuẩn bị sẵn cho cô, đầm dạ hội cao cấp, xin hãy đi theo tôi. Ồ, được rồi. Long Đầu, tôi sẽ đi thay đồ, sẽ xuống ngay, đi đi. Đồ đâu? Ngươi rốt cuộc là ai? Lục tiểu thư. Xin lỗi, Lục tiểu thư. Con người tôi à, chỉ nghĩ cho Thẩm gia ta có thể tiếp tục thăng tiến. Vì vậy, bây giờ cô có hai lựa chọn, hoặc là hợp tác với tôi, bắt tay giết Tần Hạo Xuyên. Ngày sau, chúng ta đặt hàng nhiều hơn, đôi bên cùng có lợi, hoặc là cô chỉ có thể chết. Ta sẽ âm thầm một lần nữa chọn ra một gia chủ Lục gia các cô. Ngươi định giết Long Đầu? Không thể nào. Anh ta vừa hãy giúp tôi trước mặt mọi người. Tôi sẽ không phản bội anh ấy đâu. Đừng hòng. Vậy thì xin lỗi, Lục tiểu thư. Thẩm Thiên Hoa, ngươi muốn chết hả? Thẩm Thiên Hoa, ngươi muốn chết hả? Cứu với, người đâu? Giết hắn đi, giết tiểu tiểu này.
Ai giết hắn trước, tôi sẽ thưởng cho người đó 3 triệu. Lại đây nào, lên. Lên đi, các người đang làm gì vậy? Lên cho tôi, giết hắn đi. Này Tần Hạo Xuyên, ngươi là cái lông đầu gì? Cũng chết trong tay ta thôi. Cũng không tồi đấy. Tần Hạo Xuyên, tỉnh lại đi. Đừng làm tôi sợ. Anh sẽ không chết đâu. Có vẻ như đã chết rồi. Tần Hạo Xuyên, đừng làm tôi sợ. Tỉnh lại đi. Lão đại, không còn người nữa. Không còn người nữa. Người đâu? Người đâu? Chết tiệt. Người đâu? Hả? Long đầu, cảm ơn vì hôm nay đã ra tay cứu giúp. Lục Viễn Thu, tôi nguyện ý cả đời làm vợ nhỏ, phục vụ anh và phu nhân. Cái đó à? Đi trước đi. Đi thôi. Long đầu Lục Long Thương Hội ra tay cứu giúp Lục gia thứ nữ, thay đổi vận mệnh nhà họ Lục. Tần Hạo Xuyên, Long đầu, sao có thể như vậy được? Anh ta thậm chí còn không có công việc đàng hoàng, chẳng lẽ tất cả chỉ là ngụy trang thôi? Vậy mục đích của anh ấy là gì đây? Để thử lòng tôi sao? Nhưng như thế này, Kỷ gia chúng ta giống như thật sự không xứng với anh ấy. Hạo Xuyên à, cái đó em đã biết hết rồi. Em đã biết hết rồi. Anh là ai không quan trọng. Trước mặt em, anh chỉ là chồng em thôi. Đúng rồi, ông nội nói ngày mai về họp gia đình. Nhưng em luôn có một linh cảm xấu. Em cảm thấy thân phận long đầu của anh có thể công khai rồi. Bình tĩnh đi, xem tình hình trước. Được. Vũ Huyên, sao cô lại mang thằng nhóc này đến đây? Đúng vậy, đây là bữa tiệc gia đình của Kỷ gia chúng ta. Cô giỏi lắm. Còn chưa có ở rễ, liền chủ động dẫn người theo tới. Tôi khuyên cô nói chuyện cẩn thận chút, đừng làm ồn nữa. Hạo Xuyên, Vũ Huyên, lại đây ngồi đi. Giới thiệu với mọi người một chút. Đây là hôn phu của tôi. Ôi không, chính xác là chồng tôi, Phó Hạo. Hai người kết hôn khi nào? Sao chúng tôi không biết vậy? Ông nội, chúng tôi vừa mới kết hôn thôi. Ngươi này, Thiển Thiển à, người chồng này, Phó tiên sinh, ở nước ngoài có một công ty nào đó phải không? Hả? Có một công ty nào đó phải không? Hả? Đúng vậy. Con rể của tôi là làm một cái gì ở nước ngoài, công ty mỹ phẩm nào ấy. Nghe nói rất nổi tiếng, còn niêm yết nữa. Bố ơi, chưa được niêm yết. Tuy nhiên, con vừa nói chuyện tháng trước về 100 triệu đô la Mỹ tài trợ, lên sàn là vấn đề thời gian thôi. Niêm yết tốt, Tiểu Bạch có thể tìm được cậu, đó là may mắn của nó. Thiển Thiển à, hãy nhớ, sau này phải theo Phó công tử, sống tốt nhé. Con có thể tìm thấy người đàn ông thành công như vậy, không dễ đâu. Đừng lo mà bố. Được rồi, đừng nói nữa. Hôm nay ta triệu tập mọi người ở đây. Ta muốn thông báo một điều. Ta đã lớn tuổi. Để xem xét kỹ lại, chọn người thừa kế. Bố ơi, con nghĩ như này. Người xem tập đoàn Kỷ thị này, bao nhiêu năm qua đều là Vũ Huyên xử lý. Con nghĩ là, chắc nó ấy mệt lắm. Người không thể đặt tập đoàn, tất cả những áp lực này, để lên một mình nó được. Này, nhìn xem. Có thể để Thiển Thiển thử xem. Để ngồi vào vị trí chủ tịch.
Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ngươi nghĩ thay người lý do là gì? Tất nhiên là có vài người không xứng đáng ngồi ở vị trí này. Ông à, doanh thu của tập đoàn Kỷ Thị, kể từ sau khi anh rể rẻ tiền đến, giá cổ phiếu nó đã giảm mạnh. Con nghĩ, vấn đề này, Kỷ Vũ Huyên, có phải nên chịu trách nhiệm không? Có thể hiểu là, cách quản lý của cô ấy có vấn đề. Cách quản lý của cô ấy có vấn đề. Trong 2 năm qua, toàn bộ hoạt động của tập đoàn đều là từ tôi chính mình, lấy thân đi đầu để hoàn thành. Cô nói ta không đủ năng lực để cô làm chủ tịch. Kỷ Thiển Thiển, xin hỏi, bản lĩnh của cô là gì? Tôi và Phó Hạo đã nói chuyện 20 tỷ đầu tư xong rồi. Công việc của nhà họ Kỷ thậm chí có thể phát triển ra nước ngoài. Kỷ Vũ Huyên, cô có thể không? Thiển Thiển, ăn có thể ăn nhiều, nói không được nói nhiều. Ngươi làm thế nào tin tưởng ngươi đây? Ông à, tập đoàn Kỷ Thị giao cho tôi và Phó Hạo, chúng tôi cam kết có thể làm cho tập đoàn phát triển gấp trăm lần hiện nay. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng tập đoàn có thể lọt vào top 10 doanh nghiệp ở Long Châu. Nếu cô có thể để tập đoàn phát triển tốt hơn, tôi sẵn sàng nhường ghế chủ tịch. Thế này, chúng ta sẽ đánh cược thế nào? Trong vòng một tuần, nếu cô có thể nhận được đơn hàng 10 tỷ, tôi triệt để nhường lại vị trí ghế chủ tịch. Thế nào? Sao cô lại làm khó tôi? Cô có thể trong vòng một tuần làm được không? Được rồi, Thiển Thiển, cược thì cược. Con còn sợ cô ta sao? Tôi sợ. Đến lúc đó làm chị gái, phải cầu xin con đổi ý đó. Ngày mai là ngày bầu cử người thừa kế rồi. Nhưng bây giờ em với đơn hàng 10 tỷ, còn lâu mới đạt tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Đừng vội vợ ơi, anh đã nghĩ ra rồi. Sẽ có mặt tại hiện trường, chuẩn bị một món quà lớn cho em. Anh nói về anh à, luôn thích để em vừa lo vừa sợ. Em không biết trong hồ lô của anh bán thuốc gì. Cho đạn bay thêm chút nữa đi. Để cho kẻ xấu lộ ra chân tướng không phải. Không ổn rồi, Kỷ tiểu thư, có chuyện gì vậy? Bên trong tập đoàn có vấn đề tài chính rất lớn. Chính thức ra lệnh cho chúng tôi điều tra trong vòng một tuần, nếu không, liền bắt bên trong tập đoàn tiến hành hoạt động điều tra tài chính. Tôi luôn tập trung tài vụ và tài chính. Theo lý mà nói sẽ không có sơ suất nào. Có vẻ như chỉ có cô ấy là có vấn đề thôi. Kỷ tiểu thư, ý cô là đằng sau chuyện này có người động tay động chân. Đằng sau chuyện này có người động tay động chân. Tôi không chỉ biết có người động tay động chân, tôi còn biết người đó là ai. Không ngờ lại như thế. Đừng trách tôi ngày mai, tại cuộc họp cổ đông, làm cho bọn họ xấu mặt. Cô về trước đi. Vâng, Kỷ tiểu thư. Có vẻ như nữ tổng tài của tôi đã có câu trả lời rồi. Vậy thì, tiệc ngày mai, nợ mới nợ cũ, cùng tính đi. Triệu Tổng, Lý Tổng mời. Kỷ Vũ Huyên, cuối cùng cô đến rồi. Lát nữa cô sẽ phải tạm biệt chức vị chủ tịch rồi. Đã tìm được quan xếp hàng chục tỷ đầu tư. Thiển Thiển, Vương Bá, Lý Thúc, Lão Triệu, sao mấy người lại tới đây? Sao mấy người lại tới đây? Hôm nay là ngày trọng đại của Kỷ gia truyền người thừa kế. Cổ đông của chúng tôi sao lại không đến được vậy? Chú Lý, Vương Bá, ha ha, Thiển Thiển, Lão Triệu, tập đoàn trong nhiều năm qua, may mà có sự giúp đỡ của mọi người. Trời ơi, nói gì vậy? Đó không phải là nên làm sao? Kỷ đại tiểu thư, thật xin lỗi. Đây là Phó tiên sinh và Thiển Thiển. Điều kiện đưa cho chúng tôi, thật quá hấp dẫn rồi. Chúng tôi không thể từ chối được. Chú Lý, ý ông là sao? Kỷ Vũ Huyên, không phải cô nhất định phải đánh cược sao? Hôm nay, 80% cổ đông lớn, tất cả đã đến. Thực ra, mọi người đã có ý kiến với cô lớn lắm rồi. Hoàn toàn có thể buộc tội cô. Này, nếu cô muốn chủ động từ chức, có thể lịch sự hơn.
Nhưng cô lì lượng muốn đánh vào đây. Đừng đổ lỗi cho chúng tôi. Không cho cô thể diện. Không cho cô thể diện. Chú Lý, cô ta đã mua chuộc ông, phải không? Mua chuộc cái gì? Tôi chẳng qua là cho bọn họ tỷ lệ chia hoa hồng cao và một số những thứ họ cần. Ví dụ như 80 triệu mỗi người. Cô có trả nổi không? Cô Kỷ, đừng trách tôi. Cô nên rút lui rồi. Không phải là cô không có năng lực. Là Thiển Thiển và Phó Tiên Sinh ra tay quá hào phóng. Và còn đặt cược 10 tỷ đồng. Thiển Thiển đã làm được rồi. Nhưng cô, tất cả các người là người già đáng tin cậy nhất của tôi. Lương tâm của các người đâu? Này, đừng nói nhảm. Mọi người biểu quyết đi. Đồng ý với Vũ Huyên rời khỏi vị trí chủ tịch. Thì giơ tay lên. Kỷ Vũ Huyên, ý mọi người cô cũng thấy rồi. Còn tôi thì, tôi cho cô nửa ngày. Quay lại và xử lý thủ tục bàn giao tập đoàn đi. Từ ngày mai, con gái tôi Kỷ Thiển Thiển là chủ tịch mới của tập đoàn. Bái kiến Tần thiếu chủ. Bái kiến Tần thiếu chủ. Giới thiệu một chút. Vị này là đại tiểu thư của Thượng quan gia tộc, Thượng quan Vân Giao. Chưa từng nghe qua Thượng quan gia tộc. Đúng vậy, Thượng quan gia chúng tôi ẩn dật nhiều năm, không tham gia nhiều vào tranh chấp bên ngoài. Kỷ tiểu thư chưa từng nghe nói, cũng bình thường thôi. Tôi nghe nói cô Kỷ và Phó Tiên Sinh tìm được 20 tỷ đầu tư. Tôi muốn hỏi là ai đã đầu tư vào vậy? Nhà đầu tư là ai? Không liên quan gì đến cô. Cô có xứng được biết không? Những người đó đều là trùm tài chính ở nước ngoài. Chỉ là gia đình nhỏ của các cô, có thể leo lên tùy ý không? Phải không? Cô không ngại thì có thể nói một chút xem. Cô là cái thá gì? Cô không nên nói với chúng tôi là cô biết mấy ông trùm tài chính đó chứ. Kỷ Thiển Thiển, không phải nhận được mấy cái dự án thôi sao? Cũng không có gì kinh khủng lắm. Cậu giả vờ giỏi thật đấy. Này, thằng nhóc ngươi có thể sống đến hôm nay, thật là bi ai nha. Cũng không biết tìm một người phụ nữ ở đâu đến đây để giữ thể diện. Giả vờ quen biết cái gì mà nhà đầu tư đường phố. Này, ngươi thật sự không biết trời cao đất rộng nha. Ngươi thật sự không biết trời cao đất rộng nha. Khoảng cách lần trước chúng ta đi Wall Street đúng là đã trôi qua nhiều năm rồi. Nhưng Thượng quan gia tộc chúng tôi tại Wall Street có 31 công ty đầu tư vàng. Các nhà đầu tư bên trong cơ bản đều là thuộc hạ của gia tộc chúng tôi. Có thể tôi thực sự biết McDonald và Mạc Đức, cả hai đều là nhà đầu tư hàng đầu Wall Street. Động tay liền có thể điều khiển hàng tỷ, hàng chục tỷ đô la. Họ là đều bạn của tôi. Thân phận của các người mà đòi biết họ. Đừng đùa nữa. Đúng rồi, và còn công ty của họ, tất cả đều là có tài sản hàng nghìn tỷ đô la. Mọi người, đừng hỏi lung tung nữa. Cứ để hắn ta giả vờ đi. Tần Hạo Xuyên này à, cái gì cũng kém hơn anh. Chắc là khó chịu muốn chết mà. Kiểm tra McDonald cho tôi với Mạc Đức, hai người này, xem họ có địa vị gì không. Xem ra, cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Sắp có tai nạn đang đến. Xem ra, cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Sắp có tai nạn đang đến. Nổ xong chưa? Còn ở kia lừa mình dối người, gọi điện thoại gì mà. Không biết xấu hổ. Vũ Huyên, đừng buồn nữa. Anh có một bất ngờ cho em, được không? Bất ngờ gì? Tôi sẽ cho hai người một cơ hội. Đừng dính líu đến tập đoàn Chỉ Thị nữa. Tôi có thể tha cho các người. Em từ đâu tới vậy, tiểu tử? Đi tiểu và nhìn vào gương, xem lại mình là cái thá gì nha. Anh rể à, có phải đầu óc anh hỏng rồi phải không? Có muốn không? Tôi tìm bác sĩ để xem cho. Tôi đã cho các người cơ hội, đừng trách tôi. Theo kế hoạch ban đầu. Vâng, Long Đầu. Long Đầu, đây
Phó Hạo tiên sinh, với nhân cách của cậu, tôi quyết định rút lại 10 tỷ đầu tư trước đây, và từ đó về sau, tôi sẽ không có với cậu bất kỳ giao dịch kinh doanh nào nữa, đừng làm phiền. Đừng làm phiền. Toan rồi, quả thật toan rồi. Sao vậy Phó Hạo, rút lại tiền đầu tư rồi, rút hết rồi sao? Đây, đầu tư bị thu hồi. Vì sao bị thu hồi? Này, cậu không phải. Cậu có hai nhà đầu tư là bạn sao? Không phải giao tình với họ rất tốt sao? Cậu tìm họ đầu tư đi, đó là số tiền họ rút lại. Còn nói muốn cùng tôi cắt đứt mọi mối quan hệ. Thế là xong rồi. Tại sao? Tại sao lại vậy? Ngươi, cậu còn tiền không? Tôi, tất cả tiền của tôi bây giờ cộng lại cũng chỉ vài trăm triệu. Bây giờ vẫn còn nợ 1 tỷ tài sản, tôi sắp phá sản rồi. Đây. Bố ơi. Chúng ta hết tiền rồi làm sao bây giờ? Chúng ta đã thỏa thuận phải trả tiền cho các cổ đông. Bây giờ không có tiền thì làm sao bây giờ? Tiền đâu? Tiền đâu? Ngươi nói đi. Tôi nói là tôi không biết. Tất cả là vì các người. Tất cả là vì các người. Không phải vì hối lộ cổ đông. Việc hối lộ các cổ đông, tôi cảm thấy hành động này của mình thật bẩn thỉu. Tất cả là vì các người. Cả nhà ngươi. Toàn gia tan môn tinh. Tan môn tinh. Tan môn tinh. Ngươi. Đây. Ngươi. Hết thảy đều là bởi vì ngươi. Đều là vì ngươi. Làm nữ nhân này gọi điện thoại. Vậy thì cô đã nói đúng rồi. Đó là những gì tôi đã làm. Thì sao? Sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Tên tiểu tử ngươi. Sao có thể là long đầu? Ngươi. Kỹ gia sao có thể có loại người như ngươi? Tiện nhân không biết lý lẽ. Chúc mừng thiếu chủ và phu nhân, được vinh danh là người thừa kế của Kỷ gia. Gia đình Thượng Quan do đó gửi 380 tỷ đơn đặt hàng hợp tác. Đây, 380 tỷ đó. Bái kiến Long Đầu, Lục gia đặc biệt mang đến 500 tỷ đơn đặt hàng. Bái kiến Long Đầu, Lâm gia đặc biệt mang đến 300 tỷ đơn đặt hàng, và tất cả các bệnh viện. Bái kiến Long Đầu, Tiêu gia đặc biệt mang đến 700 tỷ đơn đặt hàng, và 3 tập đoàn giải trí lớn ở Long Châu. Đây, không thể nào. Chúc mừng Long Đầu tiếp quản Lục Long Thương Hội. Từ hôm nay, Lục Long Thương Hội tất cả các doanh nghiệp, nó sẽ được xử lý bởi Long Đầu. Lục Long Thương Hội. Đó là tập đoàn mà chúng ta, một thế lực lớn muốn leo lên à. Lục Long Thương Hội, tốt. Tôi tuyên bố, Lục Long Thương Hội bắt đầu từ hôm nay, tất cả doanh nghiệp đều giao cho Kỷ gia xử lý. Kỷ gia sẽ trở thành ngôi sao mới ở Hoa Hạ thương nghiệp. Tránh đường cho tôi, Kỷ đại tiểu thư. Tôi thật lòng xin lỗi. Tôi, tất cả chúng ta bị hai người bọn họ mê hoặc. Xin cô đại nhân đại lượng hãy tha thứ cho tôi. Tôi ủng hộ cô tiếp tục giữ chức chủ tịch vô điều kiện. Tránh ra. Đúng vậy, Kỷ tổng. Chúng tôi vừa nãy không được tỉnh táo. Giờ tỉnh táo lại rồi, tôi thề. Vĩnh viễn ủng hộ Kỷ tổng. Tôi cũng ủng hộ. Im miệng. Các ngươi gió chiều nào theo chiều ấy. Thấy lợi trước mắt liền phản bội gia chủ. Heo chó cũng không bằng. Tôi xin lỗi. Vợ à, em có thể nói vài lời không? Kỷ Thiển Thiển. Đã đến lúc chúng ta phải giải quyết chuyện này. Đã đến lúc chúng ta phải giải quyết chuyện này. Cô và Kỷ Đại Bưu tự ý tham ô tài sản của công ty. Trung gian kiếm lời, nhét túi riêng, ta phạt các ngươi vĩnh viễn rời khỏi tập đoàn. Cô cùng Kỷ Đại Bưu âm thầm cấu kết ngầm hạ độc. Dùng độc tố mãn tính cho ông nội trong thời gian dài. Giết hại Kỷ gia chủ. Vô kỷ luật. Ta phạt các ngươi vĩnh viễn rời khỏi Kỷ gia. Đưa các người vào tù. Ở trong đấy cả đời này. Đến khi chết thì thôi. Ngươi. Các ngươi. Đi nào, Thiển Thiển, cút. Vũ Huyên. Bây giờ anh cũng đã thực hiện lời hứa ban đầu. Anh đã giúp em làm người thừa kế Kỷ gia. Để Kỷ gia hồi sinh đỉnh phong. Và tương lai. Anh cũng sẽ luôn như vậy bên cạnh bảo vệ em chu toàn. Vũ Huyên. Lấy anh nhé. Chẳng lẽ đây là con gái nhìn thấy sẽ khóc. Wow,
Những kim cương huyền thoại. Hãy gả cho anh ấy. Hãy gả cho anh ấy. Vũ Huyên, nếu cô không đồng ý, chúng ta sẽ cướp đấy. Đây là chồng của tôi mà. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín.